Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 11. Lưu Tích Kỳ hít sâu một hơi, thở hổn hển nói, tiên sư nhà cậu, chỉ cần cậu không phải yêu quái là được. Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Biến đê, Dương Bách Xuyên bật cười mắng. Sau đó, chờ Lưu Tích Kỳ bình tĩnh lại, hai người mới tiếp tục trò chuyện. Em gái của Vương Mộ Sinh sắp tới đúng không? Cậu gọi điện cho người ta hỏi thăm xem sao. Đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi chuẩn bị mở rộng công ty, hơn nữa rượu Cố Nguyên rất đắt hàng, nhất định sẽ dẫn sói tới, không có nhân vật tầm cỡ trấn thủ thì tôi không yên tâm. Cháu trai của người đứng đầu lực lượng vũ trang đã đi làm. Cậu ta tên Nhiếp Tông Nhân, là thiên tài máy tính. Thằng nhóc kia rất giỏi, tạo một trang web và hack một trang web đơn giản như ăn kẹo. Tôi dứt khoát cho cậu ta làm giám đốc bộ phận Internet, tiền lương cũng cao, còn dự định sau này sẽ cho cậu ta cổ phần công ty. Nhất định phải giữ chân thiên tài bậc này. Lát nữa cậu đi gặp người ta đi, nếu không thì khó mà ăn nói với Phó Siêu. Lưu Tích Kỳ nói. Được, lát nữa cậu giới thiệu nhé. Còn phía Vương Mộ Sinh thì chốc nữa tôi sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình. Dương Bách Xuyên nghĩ cũng thấy lạ, trước đó Lý Gia nói rằng khi nào họ về Yên Kinh sẽ bảo em chồng đến đây, vậy mà nửa tháng đã qua vẫn không thấy người đến, mà anh cũng không hỏi. Nếu không có Lưu Tích Kỳ nhắc nhở thì anh quên mất tiêu. À phải rồi, việc cải tạo thôn kiến trúc ở quê còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi bảo Lâm Hoan gửi cho cậu. Nhắc mới nhớ, cậu đi thăm Lâm Hoan đi. Bao ngày qua người ta cứ nhắc đến cậu mãi, nhưng hai ngày nay cô ấy xin nghỉ phép. Không biết có phải xảy ra chuyện gì không? Lưu Tích Kỳ nhắc đến Lâm Hoan. Tôi mới về mà, còn chưa kịp hỏi han. Còn chuyện tiền bạc ở quê thì cậu không cần quan tâm, tôi có biện pháp kiếm tiền. Cậu muốn mở rộng công ty thì cần tiền hơn đó. À đúng rồi, một người bạn thời cấp 3 của tôi tên là Cung Lăng Phong đã liên lạc với cậu chưa? Cậu ấy tích trữ ít dược liệu, tôi muốn cậu thu mua hết cho cậu ấy. Hôm qua mới liên lạc, yên tâm đi. Hiện giờ chúng ta đang mở rộng sản xuất, cần rất nhiều dược liệu, tôi còn định hợp tác thêm với Cung Lăng Phong thành lập cứ điểm trồng dược liệu của công ty mình. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Dương Bách Xuyên đổ chuông. Anh liếc nhìn thì thấy số điện thoại của Triệu Nam, bèn vội vàng bắt máy. Trong điện thoại, Triệu Nam hỏi anh đã về chưa, tuy không nói nhiều nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra giọng cô ấy rất xa xút, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Anh cúp điện thoại. Đứng dậy định đi xem tình hình thế nào. Sau khi chào hỏi Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên trực tiếp rời khỏi công ty, hai người hẹn nhau là tuần sau sẽ gọi nhân viên công ty cùng nhau tụ tập ăn uống. Trước khi đi, Lưu Tích Kỳ còn bảo Dương Bách Xuyên mau chóng thúc giục em gái của Vương Mộ Sinh tới, anh ta chuẩn bị dùng tất cả khả năng để mở rộng công ty, không có hậu trường ưu việt sẽ luôn cảm thấy trong lòng lo lắng. Mà danh tiếng của lão nhà họ Vương ở Yên Kinh chính là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Huống chi lần trước nghe Lý Gia nói em chồng của bà ta còn là nhân tài tài chính chuyên nghiệp của du học sinh Hải quân, công ty hiện giờ cũng vào thời điểm thiếu nhân tài cao cấp. Còn về cháu trai của Phó Siêu, Dương Bách Xuyên cũng không có thời gian gặp, chuẩn bị tuần sau tụ tập liên hoan cùng nhau. Lúc đi, Lưu Thích Kỳ mới phát hiện hầu đậu đậu ở một góc, lập tức cạn lời với sở thích nuôi thú cưng của Dương Bách Xuyên, lần trước từ trong núi bắt được một con trồn, hiện tại lại bắt được một con khỉ. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên chỉ cười cười chứ không giải thích nhiều, nếu như anh giải thích cho Lưu Tích Kỳ rằng con hầu đậu đậu này chính là đời sau của dòng dõi khỉ sáu tai hiếm có, anh ta nhất định sẽ nói anh xem nhiều Tây Du Ký quá rồi. Vừa bước ra khỏi cửa, Bộ Thanh Mai và Tiểu Lưu đang cười nói ở trước cửa, nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ đi ra, hai người vội vàng chào hỏi. Dương Bách Xuyên nói với Lưu Tích Kỳ, Bộ Thanh Mai rất đơn thuần, nhưng làm việc nghiêm túc, bụng dạ cũng rất tốt. Để cho cô ấy đi theo Tiểu Lưu đi, cũng không thể cả ngày không có việc gì làm, sau này chuyện của công ty cũng không cần để cô ấy báo cáo với tôi. Còn về lễ tân trương thiến kia, lòng dạ của cô gái kia có nhiều dã tâm, cậu phải cẩn thận để ý mới được, nếu như có thể cho cô ta quyền lợi hay địa vị, có lẽ cô ta có thể mang đến cho cậu một bất ngờ đấy. Ha ha, thằng nhóc nhà cậu thật là rắc rối đó được, tôi biết rồi. Lưu Tích Kỳ bày ra biểu cảm tôi đã hiểu. Dương Bách Xuyên vừa nhìn đã biết anh ta hiểu lầm, mắng chửi, đại gia nhà cậu, tôi chỉ nhìn người một cách khách quan mà thôi, sở dĩ tôi coi trọng Bộ Thanh Mai là vì nguyên nhân lớn hơn là cô ấy có vài nét rất giống San San, không xấu xa như cậu nghĩ, quan trọng là tính nết của cô nhóc kia cũng không tệ,
đáng để bồi dưỡng. Được được, cậu nói rất có lý, tôi nghe lời cậu. Tôi lúc nào chả có lý, tôi nói nghiêm túc đấy. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ngang qua khu văn phòng, lúc này rất nhiều người nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lưu vỗ vai Dương Bách Xuyên đi tới, cả đám đứng lên chào hỏi, rất nhiều nhân viên mới vào cũng chưa từng gặp Dương Bách Xuyên bao giờ. Lưu Tích Kỳ muốn giới thiệu Dương Bách Xuyên, nhưng bị Dương Bách Xuyên ngăn lại, anh không muốn phiền phức như vậy, dù sao thỉnh thoảng anh mới có thể tới công ty. Lúc vào thang máy, đột nhiên đụng phải Lý Đại Nghị, nửa võ giả này hiện tại đã là quản lý bộ phận bảo vệ của Vân Kỳ. Sở dĩ nói Lý Đại Nghị là nửa võ giả là vì anh ta căn bản cũng không biết giới võ cổ, nhưng mà ông Tam người truyền thụ chiêu thức võ công cho anh ta lại là một cổ võ giả. Từ lần trước Dương Bách Xuyên cho Lý Đại Nghị một phần thuật ngũ hành dẫn thể sau đó cũng không gặp lại anh ta nữa, mấy ngày rồi, đến nay lại trùng hợp gặp mặt. Chủ tịch, Tổng Giám Đốc Lưu, Lý Đại Nghị chào hỏi. Dương Bách Xuyên dùng linh thức thử thăm dò Lý Đại Nghị, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới nội lực của Lý Đại Nghị đã là minh kình tầng 8, mắt thấy sẽ bước vào tầng 9, chỉ ngắn ngủi hơn một tháng không gặp mà anh ta đã tiến triển đến mức này. Nhưng anh cũng biết có thể là liên quan đến thuật ngũ hành dẫn thể. Đại Nghị, gọi là chủ tịch gì thế, gọi là nhóc Xuyên, sao vẫn chưa quen thế? Được, Tổng Giám Đốc Lưu rất chiếu cố tôi vẫn chưa quen, còn phải cảm ơn cậu, từ sau khi tôi kết hợp với thuật dẫn thể mà cậu cho tôi, cảm giác rõ ràng tiến bộ rất lớn. Có tiến bộ là chuyện tốt, tiện thể tôi cũng cho anh một món đồ tốt đây, hy vọng có thể giúp anh tiến thêm một bước. Dương Bách Xuyên nói xong thì lấy một viên đan tôi thể ra cho Lý Đại Nghị, anh tin một viên đan tôi thể sẽ trợ giúp rất nhiều cho Lý Đại Nghị. Từ khi Dương Bách Xuyên cho anh ta thuật ngũ hành dẫn thể, Lý Đại Nghị đã biết Dương Bách Xuyên không phải người thường, những món đồ mà anh đưa ra, không cần hỏi cũng biết là thứ tốt, lúc này anh ta mừng rỡ nhận lấy đan dược, liên tục nói cảm ơn. Sở dĩ Dương Bách Xuyên cho Lý Đại Nghị đan tôi thể là vì Lý Đại Nghị hiện tại đang phụ trách an toàn tài sản của toàn bộ công ty và an toàn của Lưu Tích Kỳ, tăng thực lực giúp anh ta là rất cần thiết. Hơn nữa anh cũng phát hiện, thiên phú trên con đường tập võ của Lý Đại Nghị rất khắc khổ, người như vậy đáng để anh trọng dụng, từ khi quen biết tới nay ấn tượng của hai bên đều không tệ. Sau khi tán gẫu vài câu, Dương Bách Xuyên rời đi và lái xe đến công ty đấu giá Triệu Thị. Kỳ nghỉ của anh đã vượt quá sức tưởng tượng, Triệu Nam cũng không nói gì mà vẫn quan tâm anh. Từ sau chuyện lần trước của Diệp Khai, hai người đã nói sẽ cho nhau một cơ hội. Tính ra anh hiện tại trên danh nghĩa đã là bạn trai của Triệu Nam, nhưng anh lại không xứng đáng, nghĩ đến những thứ này Dương Bách Xuyên lập tức hơi áy náy. Đến cửa văn phòng Triệu Nam, anh gặp thư ký Ngải. Dương Bách Xuyên chào hỏi với cô ta, thấy sắc mặt Ngải Diệp không tốt lắm. Mặt mày ủ rũ, còn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói với Dương Bách Xuyên, Tổng Giám Đốc ở văn phòng, cậu đi vào đi. Được Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều, đưa tay gõ cửa. Xin mời vào. Bên trong truyền đến giọng nói rất từ tính của Triệu Nam. Nhìn thấy là Dương Bách Xuyên, cô cười gượng nói, tới rồi à? Tuy là thời gian hai người biết nhau đến giờ cũng không dài. Nhưng lại giống như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của đối phương, nói chuyện phiếm đều rất tùy ý. Anh nhìn ra được hiện tại cô ấy đang rất buồn. Dương Bách Xuyên biết tất nhiên là gặp phải chuyện gì đó rồi, sau khi ngồi xuống, anh nhìn cô ấy hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì anh uống gì, Triệu Nam đứng dậy có chút không yên lòng. Uống trà đi. Triệu Nam tự mình pha trà cho Dương Bách Xuyên, rồi ngồi đối diện với anh. Lúc này Dương Bách Xuyên lại hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, như này không giống tác phong Tổng Giám Đốc bá đạo thường ngày của em, có cái gì còn không thể nói với anh sao? Ánh mắt Triệu Nam có chút phức tạp nhìn Dương Bách Xuyên, sau khi nhìn chằm chằm anh vài giây, cô ấy không trả lời vấn đề của Dương Bách Xuyên mà hỏi ngược lại, lần trước, anh nói muốn theo đuổi em có phải là thật không? Dương Bách Xuyên có chút bối rối, phản ứng lại nghiêm túc nói, em cảm thấy anh đang đùa giỡn ư? Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến câu hỏi của anh không? Có, hơn nữa còn liên quan rất lớn, em cần đáp án của anh. Triệu Nam nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Được, vậy anh nói lại một lần nữa, hôm đó anh nói muốn theo đuổi em, không có chữ nào là giả dối cả, hiện tại anh vẫn trả lời em như vậy,
anh chưa bao giờ nói đùa, anh nghiêm túc đấy. Có lẽ nói vậy, có thể em sẽ cảm thấy buồn cười, đối với anh mà nói, em có thể ảnh hưởng thay đổi vận mệnh của anh, cho nên đối với em, anh cảm thấy trong lòng rất để ý. Dương Bách Xuyên biết, nếu như lúc trước không có con chó của Triệu Nam và được cô cứu giúp, có lẽ sẽ không có anh ngày hôm nay. Không có truyền thừa tu chân. Thật sự có thể nói, chính ảnh hưởng của cô ấy đã thay đổi vận mệnh của anh, trong lòng anh, trọng lượng của cô ấy rất nặng. Trên mặt Triệu Nam nở nụ cười, hít sâu một hơi nói, tuần trước, công ty nhận được một món đồ cổ nhà Đường, giá trị hơn 100 triệu, hoa hồng đối phương đưa ra là 20% rất cao. Nhưng mà, bảo kim cũng rất cao, gấp 10 lần, nói cách khác nếu thành công bán đấu giá ra ngoài, chúng ta có thể nhận được 20% hoa hồng, mà đồ cổ bị mất chúng ta phải bồi thường gấp 10 lần, cũng chính là tròn 10 tỷ. Nói đến đây, Triệu Nam u sầu cười khổ nói, hiện tại món đồ cổ kia đã bị mất, còn 7 ngày nữa sẽ tổ chức buổi đấu giá, nếu đến lúc đó không có gì đem ra, chúng ta phải bồi thường cho chủ nhân của nó 1 tỷ nhân dân tệ. Đến lúc đó tiền là chuyện nhỏ, có thể bồi thường được, quan trọng là một khi tổn thất 1 tỷ nhân dân tệ, thỏa thuận giữa em và một số người trong nhà sẽ thua, cái giá phải trả là em sẽ trở về thành thật gả cho Diệp Khai, gọi là liên kết thông gia giữa nhà họ Triệu và nhà họ Diệp. Hơi dừng lại, cô ấy thở dài cay đắng nói, tóm lại là không thể xoay người trong nhà, lúc này em thua, cũng có thể đơn phương hủy diệt ước định giữa anh và em, thực xin lỗi. Triệu Nam nói xong, mắt cô ấy đỏ lên. Dương Bách Xuyên nghe xong thì an ủi cô ấy, anh nói, còn tưởng là chuyện gì to tát, còn 7 ngày cơ mà, chúng ta chỉ cần đi tìm món đồ cổ đó về là được mà, nếu tìm không được, anh sẽ nghĩ cách gom đủ 10 tỷ tiền bồi thường. Triệu Nam lắc đầu cười khổ, em đoán là dường như có người đang tính kế em, đồ cổ bị mất ở công ty, tuy là đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có tin tức gì, về phần đánh cược với người nhà là không thể mượn nguồn bên ngoài, hiện tuy chuyện duy nhất có thể xoay chuyển tình thế chính là tìm món đồ cổ đó về, nhưng em cảm thấy không có khả năng. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng có chút cười không nổi, anh trầm mặc một hồi và nói với Triệu Nam, là đồ cổ gì, em gửi tất cả tài liệu cho anh đi. Trong lòng anh lập tức quyết định là phải giúp Triệu Nam tìm món đồ cổ đó về. Không thể để cô ấy thua cuộc với trận đánh cược với người nha được, hơn nữa Dương Bách Xuyên anh muốn theo đuổi phụ nữ càng không thể. Đường Trinh Quan tháng 2 năm thứ 17, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì ghi nhớ các vị công thần lúc trước cùng nhau giành lại thiên hạ, đã lệnh cho Diêm lập bản miêu tả hình ảnh 24 vị công thần trong Lăng Yên Các, đều là nhân vật lớn, Trừ Toại Lương viết chữ lưu niệm, thường xuyên đi nhớ chuyện xưa. Sau đó lại vẽ tất cả 20 đại thần hòa vào một bức tranh, trên mặt có Thái Tông tự tay viết đề từ, nói là vô giá cũng không hề quá đáng, giá trị 100 triệu chỉ là một ước tính giá trị thị trường, để em lấy tài liệu cho anh. Triệu Nam đứng dậy, lấy từ bàn làm việc một xấp tài liệu và giao cho Dương Bách Xuyên. Tại khu phía Nam Cố Đô có một quán trà đời, sau khi Dương Bách Xuyên dừng xe thì bước xuống đi về phía quán trà. Nhìn từ bên ngoài, quán trà rất tầm thường. Chỉ có vẻn vẹn tầng 3, trông rất cũ kỹ, giống như cửa hàng hơn 10 năm của bà ngoài. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ bên ngoài của quán trà. Hôm nay sau khi xem tài liệu Triệu Nam đưa xong, anh nhanh chóng xác định, việc đồ cổ bị mất, 89 phần 10 là do có người cố ý sắp đặt. Bởi vì bộ tranh Lăng Yên các giá trị hơn 1 tỷ kia biến mất trong đêm sau khi khách hàng giao cho công ty đấu giá. Công ty đấu giá Triệu Thị có kho bảo hiểm chuyên môn cất giữ vật phẩm của khách hàng, điều kỳ lạ chính là kho bảo hiểm rất bình thường, hệ thống bảo vệ bằng tia hồng ngoại không hề bị phá hủy, nhưng tranh cổ lại không cánh mà bay. Triệu Nam điều tra nhân viên bên trong công ty, không phát hiện ai đáng nghi, cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối giá trị nào. Vì vậy Dương Bách Xuyên nghĩ tới bạn cùng lớp Dương Lâm, từ lần trước biết được Dương Lâm là ông chủ của Hoa Đầu. Anh liền xác định tin đồn nhà họ Lâm có gia thế giang hồ được lưu truyền trong trường học là sự thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi rời công ty, Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Dương Lâm, hai người hẹn gặp nhau tại quán trà này. Đối với thân phận thật sự của Dương Lâm, Dương Bách Xuyên cũng chỉ xác định sơ sơ chứ không biết rõ cụ thể. Chẳng qua từ chuyện lần trước Dương Lâm rời đi với hai người đàn ông trung niên có vẻ như là cổ võ giả. Dương Bách Xuyên nghĩ thân phận của anh ta không đơn giản. Tranh cổ bị trộm, bên ngoài tìm không được manh mối, chỉ có thể nhờ cậy thế lực ngầm.
chắc hẳn Dương Lâm có thể trợ giúp anh. Thời gian còn 7 ngày, Dương Bách Xuyên quyết định nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm trong vòng 7 ngày này. Sau khi đi đến cửa quán trà, từ xa anh đã nhìn thấy người quen cũ, Hoa Đầu. Thấy Dương Bách Xuyên, trên mặt Hoa Đầu cố nặn ra nụ cười, vội vàng chạy tới nói, anh Xuyên, cậu chủ nhà em kêu em dẫn anh vào. Bây giờ Hoa Đầu chẳng dám giở tính cậu chủ với Dương Bách Xuyên. Trước đó đắc tội Dương Bách Xuyên ở KTV, hắn ta tính gọi chỗ dựa sau lưng Dương Lâm đến, ai ngờ đối phương lại là bạn học của Dương Bách Xuyên, xem như tự bê đá đập chân mình. Thậm chí sau khi trở về, suýt chút nữa hắn ta đã bị Dương Lâm băm cho chó ăn, nếu không phải nhờ ông chủ lớn ra mặt, hiện tại hắn ta đã bị ném xuống sông Đào bảo vệ thành rồi. Vì vậy hiện tại nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng Hoa Đầu rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Dương Bách Xuyên tự nhiên thấy được vẻ mất tự nhiên của hắn ta, mỉm cười chào hỏi một tiếng xong cũng không nhiều lời, đi theo hắn ta vào quán trà, thẳng lên tầng 3. Lên tới tầng 3, trong mắt Dương Bách Xuyên bỗng lóe lên tia sáng, anh vừa đi lên đây đã phát hiện trên tầng 3 có ít nhất 8, 9 tên cổ võ giả. Tuy rằng dựa theo khí huyết phán đoán những người này hầu hết đều ở Minh Kình tầng 1 tầng 2, cao nhất cũng chỉ Minh Kình tầng 5 nhưng như thế này đã đủ nói rõ, thế ra đằng sau Dương Lâm không đơn giản. Hoa Đầu dẫn đem Dương Bách Xuyên đến một phòng bao, gõ cửa, Dương Lâm tự mình mở cửa, nhìn thấy là Dương Bách Xuyên thì xua tay đuổi Hoa Đầu đi cười nói, Bách Xuyên. Hai người ôm nhau một cái. Thế nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại hơi kinh ngạc, Dương Lâm anh gặp hôm nay không giống với lúc đánh nhau khi trước. Bởi vì khí huyết của Dương Lâm rất thịnh vượng, là khí thức của cổ võ giả Minh Kình tầng 3 rồi, phải biết rằng lần trước anh ta chỉ là người bình thường mà thôi. Lần này gặp nhau đã thành cổ võ giả Minh Kình tầng 3, mặc dù trong mắt Dương Bách Xuyên không tính là cái gì nhưng đủ để chứng minh, Dương Lâm hoặc là nói gia tộc của anh không đơn giản, ngắn ngủn hơn một tháng ta đã tạo ra một cổ võ giả Minh Kình tầng 3, đặc biệt tài giỏi. Dương Bách Xuyên đã nói chuyện với Dương Lâm trong điện thoại rồi, anh ta không nói gì, chỉ kêu anh tới gặp mặt trực tiếp. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Lâm không nói nhảm, mỉm cười trêu chọc Dương Bách Xuyên, Bách Xuyên. Cậu hại tôi đủ khổ. Dương Bách Xuyên nghe xong thì ngơ ngác. Đối phương lập tức nói tiếp, tôi như này cũng là do ông cụ trong nhà sắp đặt mấy ngày hôm trước. Hễ là cổ giả có tiếp xúc trong giới hay người có cơ duyên bước một chân vào cổ võ đều nghe thấy sự tích của cậu. Bây giờ cậu rất nổi tiếng ở giới cổ võ đấy. Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ tại sao Dương Lâm lại nói biết chuyện của anh. Quả nhiên sau đó, Dương Lâm liền kể một ít tin đồn trong giới cổ võ. Trong đó có chuyện Dương Bách Xuyên đánh Mã Tiểu Lục nhà họ Mã ở Tây Bắc và Diệp Khai nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười, không nói gì, nếu như Dương Lâm là người trong giới cổ võ, mà bản thân anh ta cũng trở thành cổ võ giả thì mọi chuyện càng dễ xử lý. Dương Bách Xuyên lập tức mở miệng hỏi, Dương Lâm, chuyện bức tranh cổ triều đường bị mất ở lần đấu giá này đành phải nhờ cậu, bên ngoài tìm không thấy, tôi chỉ có thể xin cậu giúp đỡ, không biết có tiện không? Có cái gì bất tiện, cậu cũng là người trong giới thì càng dễ, cho dù cậu không phải là cổ võ giả, dựa vào sức nặng là bạn cùng lớn, tôi cũng sẽ giúp cậu. Yên tâm đi, chỉ cần tên trộm vẫn chưa rời khỏi cố đô, tôi có thể tìm ra giúp cậu, cho tôi thời gian 3 ngày, trong 3 ngày nhất định sẽ phát hiện manh mối. Hiện tại xin được chính thức giới thiệu, tôi cũng không sợ người khác chê cười, nhà tôi chỉ ăn cơm mềm, cũng không làm nên chuyện gì ở cố đô. Thật ra cũng không tính là thế gia cổ võ thuần túy, chỉ có thế lực sau lưng là cổ võ giả thôi, xem như có chút nội tình. Từ giải thích của Dương Lâm, có thể nghe ra lực lượng của anh đủ mạnh, hoặc là nói thế lực cổ võ giả sau lưng nhà họ Dương rất hùng mạnh, nhà bọn họ chính là thế gia bên dưới vương giả ở cố đô. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, xem ra lần này anh tìm đúng người rồi. Để tỏ lòng cảm ơn, Dương Bách Xuyên cho Dương Lâm một viên đan tôi thể. Lần trước luyện chế ra một lò đan tôi thể tổng cộng 12 viên, anh để lại cho Trần Bảy Roi 6 viên, trên người mang theo 6 viên còn lại. Hôm nay gặp phải Lý Đại Nghị tặng 1 viên, cho Dương Lâm 1 viên, anh còn 4 viên. Về phần đan tạo hóa sinh cơ, hiện tại trên người anh chỉ còn lại 3 viên, vốn định cho Triệu Nam 1 viên nhưng việc tranh cổ bị trộm mất khiến tâm trạng cô ấy không tốt, anh cũng không sốt ruột. Lúc này... Sau khi Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan tôi thể đặt ở trước mặt Dương Lâm, trong mắt đối phương lóe lên tia sáng,
sợ hãi xen lẫn vui mừng. Dương Lâm hiểu rõ, giới cổ võ đồn trên người Dương Bách Xuyên có cách luyện chế đan tiểu bồi nguyên, vì vậy cổ võ giả khu Tây Bắc đều dục dịch, muốn tìm Dương Bách Xuyên đòi cách luyện đan tiểu bồi nguyên. Thế nhưng đây cũng chỉ là tin đồn, về phần tính chân thật thì chưa ai xác định, có người tin có người không tin. Hôm nay nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra đan dược, trong lòng Dương Lâm chấn động, đoán trên người Dương Bách Xuyên không chỉ có cách điều chế mà đan dược thành phẩm cũng có luôn rồi. Đối với giá trị của đan tiểu bồi nguyên, Dương Lâm từng nghe nói qua, anh ta nhìn Dương Bách Xuyên, run rẩy nói, Bách Xuyên, này cho tôi. Ha ha, đây là đan tôi thể, cậu đừng hiểu lầm, không phải đan tiểu bồi nguyên đâu, có người trong giới cổ võ muốn gây rắc rối cho tôi, nói trên người tôi có cách luyện chế đan tiểu bồi nguyên, thật ra căn bản không có. Viên đan tôi thể này thì đúng là có thật, sau khi sử dụng có thể tẩy trừ tạp chất, luyện thể một lần, giúp tăng thể chất, hy vọng có thể giúp đỡ cậu, đừng từ chối. Dương Lâm nghe không phải là đan tôi thể, trong lòng hơi thất vọng, thế nhưng anh ta lập tức thoải mái, đan tiểu bồi nguyên chỉ là đan dược bình thường. Chẳng qua sau khi nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới công hiệu của đan tôi thể, anh ta khá rung động, cổ võ giả tập võ không phải để luyện thể à? Nếu như có thể tẩy trừ tạp chất trong cơ thể, như vậy công hiệu không hề kém đan tiểu bồi nguyên, Dương Lâm không thể từ chối viên đan dược kia, bởi vì anh ta biết rõ giá trị của nó. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, Bách Xuyên, đan dược thì tôi nhận, thế nhưng thứ này quá mức chân quý, đây là 10 vạn, hy vọng cậu nhận lấy. Dương Bách Xuyên sầm mặt lại nói, nếu cậu không muốn xem tôi là bạn bè thì tôi sẽ nhận tấm thẻ này. Bách Xuyên, tôi không có ý đó, được rồi, là tôi quá dung tục. Dương Lâm vừa nói vừa cất đan dược và thẻ đi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới cười nói, vậy mới đúng. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Dương Bách Xuyên tạm biệt rời đi. Anh chuẩn bị đến hiện trường là kho bảo hiểm nhìn xem, tuy rằng bên này đã có Dương Lâm đi thăm dò, bản thân anh cũng không định nhàn rỗi. Sau khi lên xe, Hầu Đậu Đậu cứ kêu không ngừng, lúc nãy nó bị Dương Bách Xuyên nhốt trong xe, buồn bực sắp chết. Đừng kêu nữa, tí nữa xuống xe sẽ dẫn mày theo. Dương Bách Xuyên khá lo ngại cho Đậu Đậu, con khỉ này rất háo sắc. Lỡ như đi gặp Dương Lâm thấy gái đẹp, nó lại nhảy ra đùa giỡn người ta thì mặt mũi anh mất sạch. Trên đường lái xe đến kho bảo hiểm, Dương Bách Xuyên nhìn Đậu Đậu, đột nhiên nghĩ đến có thể mượn lực lượng của Đậu Đậu để tìm kiếm không. Còn có con trồn Hương Hương nữa, bây giờ bọn chúng cũng có thể tính là linh thú, khứu giác rất nhạy, đặc biệt là Hương Hương, nó có thể tìm bảo vật tại núi, hẳn tìm người không thành vấn đề nhỉ. Tới hiện trường nhìn xem. Nếu có manh mối gì thì để Hầu Đậu Đậu và trồn Hương Hương đi tìm thử xem, thử may mắn. Nghĩ đến con trồn, Dương Bách Xuyên nhìn vào trong bình càn khôn, phát hiện nó đã tỉnh lại, đang đi dạo dưới cây hồng thơm. Cây hồng thơm đã ra hoa kết quả, xem ra chưa tới mấy ngày nữa là chín rồi. Đối với sự biến hóa sau khi không gian trong bình càn khôn thăng cấp, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất bí ẩn. Anh suy nghĩ. Gọi trồn Hương Hương ra khỏi bình càn khôn vừa mới ra ngoài, không ngờ trong xe lại vang tiếng chi chi không dứt, hai oan ra ngõ hẹp, trồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu đụng mặt, đánh nhau không ngừng. Dương Bách Xuyên đau đầu gầm lên một tiếng mới khiến hai tên quỷ sứ kia dừng lại. Trồn Hương Hương phát hiện rượu khỉ tại hẻm núi, bị thủ lĩnh bầy khỉ hung hăng hành hạ một phen nên nhớ rõ kẻ thù, đồng thời Hầu Đậu Đậu cũng không chào đón tên trộm kia. Thế nhưng hiện tại trồn Hương Hương có Dương Bách Xuyên làm chỗ dựa, tất nhiên không ngại chọc ghẹo khỉ. Sau khi Dương Bách Xuyên gầm một tiếng ngăn cản thì tách hai đứa ra, cho con trồn ngồi ở ghế trước, khỉ ngồi ghế sau. Trồn Hương Hương có ý cáo mượn oai hùng, Dương Bách Xuyên đúng là hơi nghiêng về nó thật. Điều này khiến Hầu Đậu Đậu hơi tức giận, linh thú đã mở linh trí có thể hiểu được sơ sơ tâm trạng và sắc mặt con người, biết rõ chủ nhân Dương Bách Xuyên thiên vị con trồn thúi kia hơn. Hai linh thú này, Hầu Đậu Đậu là Dương Bách Xuyên cưỡng ép cho nó ăn đan linh thú chứa tinh huyết sinh ra khế ước, xét từ góc độ nào đó mà nói, anh có thể khống chế Hầu Đậu Đậu. Tuy nhiên trồn Hương Hương lại khác, linh tính của nó còn nhiều hơn cả Hầu Đậu Đậu, thời gian đi theo bên người Dương Bách Xuyên cũng dài, hơn nữa sau khi nó uống rượu khỉ thì lâm vào ngủ say, giống như đang tiến hóa, tự mở linh trí. Lông vàng bị khỉ rừng nhổ cũng dài ra. Trong mắt Dương Bách Xuyên tràn đầy linh tính.
Mặc dù anh không khế ước với Trồn Hương Hương nhưng Dương Bách Xuyên lại hiểu, hay là nói Trồn Hương Hương có thể nghe hiểu anh nhiều hơn Hầu Đậu Đậu. Có chút thiên vị nó cũng bình thường. Đi một đoạn, Hầu Đậu Đậu đáng thương tủi thân con người ở ghế sau, Trồn Hương Hương lại ngồi ở ghế phụ nhe răng trợn mắt với nó, dáng vẻ rất thèm ăn đòn, Dương Bách Xuyên nhìn mà không nhịn được cười. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên trở lại công ty đấu giá, kho bảo hiểm nằm dưới tầng 3. Sau khi đi xuống, anh nhìn thấy vài người mặc đồng phục cảnh sát trong tầm mắt. Hiện tại cảnh sát đang điều tra. Dương Bách Xuyên vừa chớp mắt đã thấy một người rất quen, chính là Hoa Khôi cảnh sát truy bắt hai tội phạm lần trước, Ninh Kha. Hai người bốn mắt chạm nhau, Dương Bách Xuyên thấy mặt cô ta đỏ lên rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, chào hỏi anh, Dương Bách Xuyên, sao anh lại tới đây? Tâm trạng của Ninh Kha đối với Dương Bách Xuyên khá phức tạp. Lần trước cô ta bị hai tên tội phạm kèm hai bên, trúng đạn được Dương Bách Xuyên cứu, còn được chăm sóc. Sau đó đi bệnh viện kiểm tra mới biết được vết thương của cô ta nguy hiểm cỡ nào, theo lời bác sĩ thì cái mạng này của cô ta là ăn may mới nhặt lại được. Nhưng chỉ có Ninh Kha hiểu rõ, mạng của mình là Dương Bách Xuyên cứu. Cô ta cũng cảm thấy Dương Bách Xuyên không phải người bình thường, bởi vì hôm sau lúc rửa giấy thì miệng vết thương đã khép lại, thậm chí còn không để lại sẹo. Thật ra Ninh Kha không biết lần trước Dương Bách Xuyên đã cho cô ta dùng một viên đan tạo hóa sinh cơ, cải thiện tố chất cơ thể cô ta trên phạm vi lớn, hơn nữa anh còn không tiếc chân khí chữa trị miệng vết thương, không để lại sẹo mới bình thường. Càng quan trọng hơn là sau khi xuất viện, công lao bắt giữ hai tên tội phạm rơi xuống đầu cô ta, trực tiếp thăng chức lên thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trở thành một trong những cảnh sát hình sự trực thuộc Cố Đô là chuyện vô cùng nở mày nở mặt. Ninh Kha không nhịn được nhớ lại, một năm trước đến núi Võ Đang, có một vị thần tiên đã tính cho cô ta một quẻ. Theo lời ông ấy thì năm nay cô ta có một kiếp nạn lớn, chẳng qua trong mệnh có quý nhân giúp đỡ, mà quý nhân này cũng chính là người trong lòng sau này của cô ta. Kiểm chứng một phen, hình như tất cả đều có liên quan đến Dương Bách Xuyên, dù sao từ sau khi xuất viện trong đầu cô ta cứ hiện lên bóng dáng của anh, đuổi thế nào cũng không đi khiến cho cô ta rất bực bội. Không ngờ hôm nay lại đụng phải Dương Bách Xuyên tại hiện trường phá án. Dương Bách Xuyên gặp Ninh Kha thì cũng vui, anh có ấn tượng rất sâu với cô Hoa Khôi cảnh sát xinh đẹp này. Nghe thấy cô ta hỏi, anh cười nói, tôi là nhân viên của công ty, đến hiện trường nhìn xem mọi người có tìm thấy manh mối gì không. Dương Bách Xuyên đưa thẻ công tác cho Ninh Kha xem, dù sao lát nữa anh muốn vào hiện trường tìm kiếm. Ninh Kha nhìn thẻ công tác của anh. Trả lại, trước mắt vẫn không có manh mối gì, vụ án đang trong quá trình điều tra. Hiện trường còn có người khác, hai người cũng không nói chuyện quá lâu, Dương Bách Xuyên tỏ vẻ muốn vào trong xem, hơn nữa anh còn dẫn theo hai thú cưng. Chuyện này đã làm khó mấy viên cảnh sát, cả đám quay đầu nhìn về phía Ninh Kha. Ninh Kha lại nói thẳng, không có việc gì, anh ấy là bạn tôi đi vào cùng anh ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại Ninh Kha đang là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chuyện này chỉ cần một câu nói của cô ta là được. Sau khi cô ta dẫn Dương Bách Xuyên vào trong, mấy cảnh sát xúm lại xì xào, câu nào câu nấy đều đầy sợ hãi thán phục, cuối cùng chốt lại một câu, cuối cùng con đàn ông cũng có người muốn rồi. Dương Bách Xuyên đã đi xa nhưng vẫn nghe thấy câu đó, suýt chút nữa đã bật cười. Ninh Kha thấy vậy thì khó hiểu hỏi, sao thế? Không có gì. Dương Bách Xuyên liên tục xua tay, tất nhiên anh không thể nói ra mấy lời bàn tán của cấp dưới cô ta được. Hai người đi vào kho bảo hiểm tranh cổ, nơi này có chuyên gia của công ty đấu giá trông coi, cửa an toàn sử dụng hệ thống tia hồng ngoại tiên tiến nhất thế giới, muốn vào phải quét vân tay, bấm mật khẩu chữ số, vân vân, tóm lại cần qua 6 bước bảo vệ mới có thể vào trong. Thế nhưng trang bị hệ thống bảo vệ hiện đại công nghệ cao như vậy mà tranh cổ vẫn bị trộm mất. Kỳ lạ chính là không có dấu vết trộm cướp. Ninh Kha vừa đi vừa trò chuyện với Dương Bách Xuyên, dựa theo suy đoán của cô ta, một là có gián điệp, hai là tên trộm tranh cổ là cao thủ vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ, phá giải 6 bước phòng chống vào trong lấy trộm tranh cổ. Thế nhưng gián điệp là không thể, bởi vì hệ thống bảo vệ 6 bước chia ra cho 6 người, mỗi người giữ một bước nên phương án này có thể loại trừ. Còn lại chỉ có thể là gặp phải nhân tài công nghệ. Có lẽ 6 bước bảo vệ trước mặt đối phương chỉ là đồ trang trí. Đây là cơ sở duy nhất được thành lập, Dương Bách Xuyên bên kia cũng nghĩ tới,
bên ngoài kho bảo hiểm còn có hơn 10 bảo vệ canh gác. Dựa trên cơ sở này, anh bỗng nghĩ, có khi nào là cổ võ giả am hiểu công nghệ không? Bởi vì chỉ có cổ võ giả mới có thể thoải mái tránh thoát hơn 10 bảo vệ tuần tra. Sau khi tiến vào, Dương Bách Xuyên sai chồng Hương Hương và Hầu Đậu Đậu đi tìm manh mối. Anh và Ninh Kha cũng xem xét bên trong, không có phát hiện giá trị nào. Một lát sau, Trồn Hương Hương kêu lên chi chi, theo sát là tiếng của Hầu Đậu Đậu. Dương Bách Xuyên đi qua, chỉ thấy Trồn Hương Hương phát hiện một sợi tóc rất dài, nhìn qua giống tóc con gái. Mà Hầu Đậu Đậu lại tìm thấy một sợi tóc ngắn, khá cứng, giống tóc con trai. Dương Bách Xuyên hơi thất vọng, chỉ là hai sợi tóc, cảnh sát và người của công ty cũng đã vào đây, biết là tóc ai. Nhìn một hồi, không có manh mối, anh liền dẫn Hầu Đậu Đậu và Trồn Hương Hương ra ngoài, vẫn nên đợi tin tức của Dương Lâm, bên này thật sự chẳng tìm ra được manh mối gì. Trước khi đi, Ninh Kha xoắn xuýt trong lòng cả buổi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, Dương Bách Xuyên, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh một bữa, cảm ơn anh lần trước đã cứu mạng tôi. Dương Bách Xuyên cười nói, người đẹp hẹn ăn cơm, tất nhiên là rảnh rồi có, chọn thời gian đi, lát nữa tôi tới tìm cô. Vậy 8 giờ tối nhé, nhà hàng Pháp, tôi sẽ nhắn tin cho anh. Ninh Kha đỏ mặt nói. Được, tối gặp. Tối gặp. Rời khỏi tầng 3, Dương Bách Xuyên đến công ty, vào văn phòng tiếp tục xem xét sản nghiệp của công ty. Bây giờ anh đang chuẩn bị trợ giúp Triệu Nam phát triển công ty đấu giá này. Nếu như thật sự không tìm lại được tranh cổ, anh liền làm lớn, để người nhà họ Triệu lau mắt mà nhìn, thắng lại một bàn thua trông thấy. Chiêu lớn này là Dương Bách Xuyên chuẩn bị lấy cách luyện chế đan bồi nguyên mà Tư Không Nguyên lưu lại ra. Anh tin tưởng một khi đan bồi nguyên đan ra mắt sẽ nhấc lên một trận sóng gió lớn trong giới cổ võ, so sánh với tranh cổ triều đường thì đan bồi nguyên có giá trị với cổ võ giả hơn nhiều, tranh cổ cùng lắm chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Thế nhưng đan bồi nguyên đan lại có thể giúp cổ võ giả thăng cấp. Nhà họ Triệu là thế gia cổ võ, tất nhiên có thể hiểu rõ giá trị trong đó. Anh có thể giúp đỡ Triệu Nam ứng phó qua cửa ải này. Chẳng qua một khi đan bồi nguyên đan xuất hiện, chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, tuy nhiên anh không hối hận. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất, thời gian vẫn còn lại 7 ngày, chưa chắc không thể tìm lại tranh cổ. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên đi tới văn phòng của Triệu Nam, gõ cửa, nghe thấy cô ấy mời vào. Đẩy cửa ra, lúc Dương Bách Xuyên bước vào không ngờ trong văn phòng của Triệu Nam lại có một người thanh niên đang ngồi. Trong nháy mắt kia, ánh mắt người thanh niên sắc bén như đao, nhìn chằm chằm anh. Dương Bách Xuyên bị thanh niên kia nhìn chằm chằm vô cùng không thoải mái, anh xác định không biết đối phương, dùng linh thức quét qua thì phát hiện thanh niên này là võ giả ám kình tầng 4, xem như cổ võ giả khá mạnh. Hơn nữa nhìn tướng mạo thì người này cũng không lớn lắm, chắc tầm 26-27, tuổi này mà có thể đạt tới ám kình tầng 4 cũng xem như là thiên tài rồi. Anh liếc sang Triệu Nam, ý hỏi thăm. Lúc này, trên mặt Triệu Nam đầy tức giận, nói với thanh niên, anh họ, anh ấy chính là bạn trai của em, Dương Bách Xuyên. Nói xong, cô giới thiệu với Dương Bách Xuyên, đây là anh họ của em Triệu Vũ Linh, con trai cả của bác hai. Cậu chính là Dương Bách Xuyên, Triệu Vũ Linh trầm giọng hỏi, trong ánh mắt là vẻ khinh thường sâu sắc. Dương Bách Xuyên nhíu mày, anh không quen biết Triệu Vũ Linh. Chả hiểu sao lại có cảm giác đối phương rất chán ghét mình, hơn nữa trong ánh mắt còn tràn đầy xem thường. Chẳng qua Dương Bách Xuyên lập tức nhịn xuống, ai bảo người ta là anh họ của Triệu Nam chứ? Cho dù Triệu Vũ Linh là cổ võ giả ám kình tầng 4, đối phương muốn dùng khí thế võ giả đè ép anh nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, chút khí thế ấy hoàn toàn chưa đủ nhìn. Anh gật đầu, không mặn không nhạt nói, đúng vậy, tôi chính là Dương Bách Xuyên. Triệu Vũ Linh lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nói với Triệu Nam, Nam Nam, em đi ra ngoài trước đi, anh nói mấy câu với Dương Bách Xuyên. Anh có lời gì cứ nói ra, có gì mà em không thể nghe. Triệu Nam nhíu mày, với tính tình của anh họ cô ấy, sợ rằng Dương Bách Xuyên sẽ chịu thiệt. Em ra ngoài đi, anh có thể làm gì cậu ta chứ? Triệu Vũ Linh hơi nâng giọng, khiến cho cả người Triệu Nam run lên. Quy củ truyền nam không truyền nữ của nhà họ Triệu đã định trước địa vị ở nhà của phụ nữ luôn thua kém đàn ông,
nếu không phải ba cô ấy nắm giữ tài chính của nhà họ Triệu thì vị anh họ này đã không nói như thế, đổi lại một cô gái họ Triệu khác, Triệu Vũ Linh đã nổi giận từ lâu. Ở nhà họ Triệu, nhà bác cả và bác hai là hai dòng chính kế thừa cổ võ, bởi vì ba cô ấy không có con trai, chỉ có một đứa con gái nên địa vị của Triệu Vũ Linh rất cao, xem như nhân vật hàng đầu ở Yên Kinh này. Dương Bách Xuyên cũng không muốn làm Triệu Nam khó xử, ném cho cô ấy một ánh mắt an ủi, Nam Nam, em đi ra ngoài trước đi, không có việc gì đâu. Đối với cổ võ giả ám kình tầng 4 Triệu Vũ Linh, Dương Bách Xuyên đang ở luyện khí kỳ tầng 3 hoàn toàn không sợ hãi, tu chân giả có thủ đoạn, cổ võ giả cùng lắm chỉ là một đối thủ tiềm năng mà thôi. Dương Bách Xuyên còn có chân nguyên ly hỏa và linh thức diệu dụng, chỉ cần linh thức đã đủ để anh chiếm ưu thế rồi. 360 độ trong phạm vi 3 mét không góc chết, tất cả đều hiện lên trong đầu anh, thử hỏi, bàn về đánh nhau anh sợ người nào? Huống chi Dương Bách Xuyên còn phát hiện công dụng khác của linh thức, Triệu Vũ Linh chỉ là một cổ võ giả mà thôi. Triệu Nam liếc Dương Bách Xuyên một cái, cuối cùng ôm lo lắng rời khỏi văn phòng. Đợi sau khi Triệu Nam rời đi, sắc mặt Triệu Vũ Linh lạnh xuống 0 độ, mở miệng nói thẳng, Dương Bách Xuyên, tuy rằng cậu đánh Diệp Khai và Mã Tiểu Lục, có chút thực lực nhưng hai tên kia chỉ là hạng tôm tép, trong thế gia cổ võ còn có cả ám kình đỉnh phong, là sự tồn tại cậu không tưởng tượng nổi. Vì vậy tôi khuyên cậu nên chia tay em gái tôi, cậu không xứng với con bé. Hoặc nói cách khác, cậu không có gia tộc và thế lực hùng mạnh, không xứng với nhà họ Triệu chúng tôi. Triệu Nam đã có hôn ước với Diệp Khai, do ông cụ hai nhà xác định, đây là chuyện không thể sửa đổi, lần này tôi đến cũng vì muốn dẫn con bé trở về. Về phần cậu, tôi sẽ xem như cậu chưa từng xuất hiện, cậu cũng đừng ngây thơ cho rằng em gái tôi đồng ý hẹn hò với cậu thì cậu có thể trở thành bạn trai của con bé. Nhà họ Triệu kết thông gia với nhà họ Diệp gia vì lợi ích hai bên, vì vậy cậu đừng hòng phá hư. Nếu như cậu khăng khăng cố chấp, cho dù nhà họ Triệu tôi không làm gì, chỉ mỗi lửa giận của nhà họ Diệp đã đủ khiến cậu chịu không nổi rồi, biết tại sao cậu đánh Diệp Khai mà đến bây giờ nhà họ Diệp vẫn không động đến cậu không? Dương Bách Xuyên híp mắt, cười tủm tỉm, vì sao? Triệu Vũ Linh trầm giọng nói, bởi vì ở trong mắt nhà họ Diệp, cậu chẳng phải là cái thá gì, trực tiếp ra tay xử lý cậu rất mất mặt mũi nên nhà họ Diệp đang chờ cậu biết khó mà lui. Tuy nhiên, nếu cậu qua lại gần gũi với em gái tôi, chọc giận nhà họ Diệp, người ta thà mất mặt cũng sẽ xuống tay với cậu, một khi nhà họ Diệp ra tay, cậu đừng mơ có cho dung thân. Lần này tôi đến chủ yếu là để cảnh cáo cậu một tiếng, cách xa em họ Triệu Nam của tôi, thân phận hai người cách biệt quá lớn, cậu hoàn toàn không biết cái gì là thế gia cổ võ. Dương Bách Xuyên, tôi đã điều tra bối cảnh của cậu, mấy đời tổ tiên nhà cậu đều không có cổ võ giả, thế nhưng cậu lại đột nhiên đã trở thành cổ võ giả, lý do duy nhất có thể chính là cậu được một cổ võ giả tán tu nào đó nhận làm đệ tử, hoặc là cậu là đệ tử một tông môn cổ võ nào đó nhỉ? Advertisement. Nếu như cậu là đệ tử tông môn cổ võ, có lẽ cậu có tư cách quen biết em họ Triệu Nam của tôi, bằng không cậu hết hy vọng đi, miễn cho chọc phải phiền phức. Nghe Triệu Vũ Linh nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn anh ta một hồi, đột nhiên cười lớn, ha ha ha. Tiếng cười vang dội khiến Triệu Vũ Linh mất tự nhiên, trong lòng đầy lửa giận. Theo như suy đoán của anh ta, Dương Bách Xuyên có thể đánh thắng Diệp Khai, cùng lắm chính là ám kình tầng 1 mà thôi, vì vậy lúc nói chuyện với Dương Bách Xuyên đều dùng dáng vẻ cao cao tại thượng. Lúc này nghe thấy Dương Bách Xuyên cười phá lên, Triệu Vũ Linh cho rằng đối phương bất kính với mình. Triệu Vũ Linh 26 tuổi đã là cổ võ giả ám kình tầng 4, tại trong lứa thanh niên cùng tuổi xem như khá nổi bật, từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, đâu thể chấp nhận bị người khác khinh thường như thế. Anh ta chuẩn bị ra tay dạy dỗ Dương Bách Xuyên một bài học. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp làm gì, Dương Bách Xuyên đã ngừng cười, không nể mặt xoay người, một luồng khí thế ngút trời ngay lập tức bao trùm người Triệu Vũ Linh. Trong nháy mắt, Triệu Vũ Linh cảm giác linh hồn mình đang run rẩy, cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích, bởi vì khí thế cực lớn phát ra từ người Dương Bách Xuyên giống như một tòa núi cao đè trên người. Thậm chí anh ta còn có cảm giác bị rắn độc theo dõi, chỉ cần hơi cựa quậy một chút sẽ bị Dương Bách Xuyên chém giết ngay lập tức. Trên trán toát đầy mồ hôi, sau lưng không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, trong lòng Triệu Vũ Linh như rời sông lấp biển, bây giờ không còn sức lực suy nghĩ tại sao Dương Bách Xuyên lại có được lực lượng như thế. Vượt ra khỏi hiểu biết của anh ta. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên cười gằn,
Nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Vũ Linh thì vô cùng thoải mái, anh dùng linh thức của tu chân giả gây áp lực, đây là một loại thiên phú tu hành cổ võ giả có nghĩ đằng trời cũng không ra được. Mặc dù không thể trực tiếp giết chết đối phương nhưng hù dọa người ta thì dư xài, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đối thủ, đây chính là chỗ tốt của việc tu luyện nguyên thần kinh. Anh lạnh lùng nói, Triệu Vũ Linh, nói thật cho anh biết, sau lưng tôi không có tông môn, thế nhưng tôi nói này, thế ra cổ võ thì tính là cái đếch gì, anh tính toán ngon lành thế à? Còn muốn dạy dỗ tôi, muốn dùng thế ra đè ép tổ, anh thử kêu nhà họ Diệp tới xem, anh ấm ức thì cũng có thể thử, nếu không phải xem tại mặt mũi của Triệu Nam, hôm nay tôi chỉ cần một cái tát là có thể đập chết anh rồi. Ám kình đỉnh phong rất đáng gờm hừm. Không phải chỉ là ám kình tầng 9 thôi à, anh cho rằng thế là thần tiên đúng không? Nói cho cùng so với người bình thường chỉ là sâu kiến mạnh hơn một chút mà thôi, trong mắt tôi chẳng là cái đếch gì cả. Dương Bách Xuyên tức giận trào phúng một trận, bỗng nâng giọng nói, trở về nói cho người nhà họ Triệu các người, Triệu Nam chính là bạn gái của tôi, ai dám ép buộc cô ấy thử xem. Chọc giận tôi sẽ diệt sạch dòng chính các người, mẹ kiếp, đừng có ra vẻ trước mặt tôi. Lần sau còn xuất hiện nữa thì liệu hồn đấy, cút. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa thu hồi linh thức bao phủ trên người Triệu Vũ Linh, đối phương bị uy áp của Dương Bách Xuyên dọa sợ đến ướt đẫm mồ hôi, suýt chút nữa đã nhũn chân quỳ xuống đất. Anh ta đã bị Dương Bách Xuyên dọa sợ vỡ mật, vô cùng chật vật chạy ra khỏi văn phòng, cả cái rắm cũng không dám thả. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Dương Bách Xuyên này chính là thần tiên. Cũng chỉ có cường giả như vậy mới có bản lĩnh cao siêu đến thế trong lòng Triệu Vũ Linh. Vừa mở cửa ra đã bắt gặp Triệu Nam đang đứng ngay tại cửa, trong mắt Triệu Vũ Linh tràn đầy phức tạp, nhìn thoáng qua Triệu Nam, không nói gì đã chạy đi. So sánh với nhà họ Diệp, 10 nhà họ Diệp cũng thua kém một Dương Bách Xuyên, tin tức này giống như bom nổ, anh ta muốn nhanh chóng đi về, báo cho ông cụ trong nhà. Triệu Nam nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Vũ Linh, có chút không rõ ràng cho lắm. Trong lòng cô ấy lo lắng Dương Bách Xuyên chịu thiệt hơn, không để ý đến dáng vẻ chạy trốn không dám nán lại của Triệu Vũ Linh, xoay người bước vào văn phòng. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên mỉm cười dịu dàng ngồi ở trên ghế sofa, lông tóc không hao tổn gì, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Bách Xuyên thấy Triệu Nam lo lắng cho mình, trong lòng rất cảm động, anh đứng dậy bước lại gần cô ấy, duỗi tay nắm lấy tay của Triệu Nam nói, yên tâm, tất cả đều có anh ở đây. Giây phút Triệu Nam nghe thấy lời này của Dương Bách Xuyên, trong lòng chỉ cảm thấy an tâm và yên bình không hiểu nổi, dịu dàng hỏi, anh đã nói gì với anh họ của em thế, sao em thấy anh ấy có vẻ hơi chật vật nhỉ? Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm, anh dạy bảo anh ta mấy câu, để anh ta biết cách làm người thế nào, ừ, dạy vài phút thôi, ha ha. Dương Bách Xuyên và Triệu Nam trò chuyện trong chốc lát, làm cho tâm trạng của Triệu Nam tốt hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên hào hùng nói với cô ấy, mọi chuyện đã có anh ở đây lo rồi, làm trong lòng Triệu Nam có cảm giác rất an toàn, cũng lấy lại lòng tin của nữ tổng giám đốc bá đạo. Em chờ đã, anh có quà muốn tặng cho em. Nói xong, không đợi Triệu Nam nói gì, anh đã lập tức đi ra ngoài. Thật ra là trở về phòng làm việc của anh, lấy từ không gian bình càn khôn ra một viên đan tạo hóa sinh cơ mà anh đã chuẩn bị cho cô ấy. Thêm một viên đan linh thú để Triệu Nam cho vượng tử của cô ấy dùng. Đối với một người một chó đã thay đổi số phận của anh, đây chỉ là một phần báo đáp. Bí mật về bình càn khôn tốt nhất không thể cho bất luận kẻ nào biết, quá mức gây sốc, để người khác biết chính là hại người hại mình. Sau khi chờ Dương Bách Xuyên đi ra ngoài, trong lòng Triệu Nam mang theo chút ngọt ngào, hôm nay cô ấy bị anh họ đến yêu cầu về nhà họp gia tộc. Lần này trở về cô ấy biết nhất định sẽ trở thành bình hoa, muốn xoay chuyển cục diện sẽ rất khó khăn. Chuyện bức tranh cổ bị mất, Triệu Nam cũng nghi ngờ có phải là người trong gia tộc cố ý sắp xếp không, chính vì khiến cô ấy thất bại thảm hại trên thương trường, sau đó ngoan ngoãn về nhà kết hôn với Diệp Khai, trở thành vật hy sinh của hai nhà họ Triệu và nhà họ Diệp. Cũng may, hôm nay Dương Bách Xuyên xuất hiện, làm cho anh họ Cường thế lại chật vật bỏ chạy, tuy rằng không biết hai người đã nói gì. Nhưng rất rõ ràng là Dương Bách Xuyên đã chiếm thế thượng phong. Sau khi hỏi lý do, cô ấy thấy Dương Bách Xuyên chỉ nói qua loa, thông minh như cô ấy tự nhiên cũng không hỏi nhiều, có đôi khi chuyện của đàn ông, phụ nữ không nên quan tâm thì mới là cách làm thông minh. Ngay từ lúc hứa hẹn với Dương Bách Xuyên, cô ấy đồng ý làm bạn gái của anh cũng chỉ là nửa đùa nửa thật,
nhưng đến bây giờ, Triệu Nam bỗng nhiên phát hiện hình như cô cảm thấy rất hứng thú với Dương Bách Xuyên. Nghe Dương Bách Xuyên nói có quà muốn tặng cho cô ấy, điều này khiến trong lòng cô ấy rất ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã nhận được không ít quà tặng, nhưng có thể khiến cô ấy cảm thấy hứng thú lại rất ít, hoặc là nói phải xem người tặng quà là ai. Còn về quà tặng thật sự cũng chỉ là vật thứ yếu. Chỉ chốc lát sau, Dương Bách Xuyên đã quay lại, trong tay cầm hai cái hộp nhỏ, cái hộp này rất nhỏ giống như là hộp nhỏ đựng nhẫn. Lúc Triệu Nam nhìn thấy cái hộp nhỏ trong tay anh, đột nhiên trong lòng nhảy dựng lên, trong đầu không hiểu sao nghĩ đến, anh ấy không phải là muốn cầu hôn mình chứ. Nếu anh ấy cầu hôn mình thật thì mình nên làm cái gì bây giờ? Trái tim Triệu Nam đập thình thịch, trong nháy mắt rất bối rối. Lúc này Dương Bách Xuyên đi tới, chỉ thấy được trên mặt cô ấy có chút ửng đỏ, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi ở trước mặt cô ấy mở hai cái hộp nhỏ ấy ra. Sau một khắc, mùi hương thơm ngát chui vào khoang mũi Triệu Nam, trong nháy mắt ngửi thấy cũng khiến tinh thần người ta sao động, cô ấy vừa nhìn, thì ra chiếc hộp nhỏ này không phải là nhẫn, mà là một viên thuốc màu trắng sữa. Một tia chớp xẹt qua đầu cô ấy nghĩ tới hai chữ đan dược. Là người của thế gia võ cổ, mặc dù quy tắc của gia tộc nhà họ Triệu là chỉ truyền võ công nam không truyền cho nữ, nhưng chuyện về võ giả cổ thì cô ấy vẫn biết. Không phải có một câu nói là, chẳng lẽ chưa từng ăn thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy sao? Cô ấy biết chuyện trong giới võ cổ có đan dược hỗ trợ gia tăng nội lực, thậm chí, 10 năm trước, trong ngày mừng thọ 80 tuổi của ông cụ trong nhà, đạo trưởng Phương của Bạch Vân Quan có quan hệ rất tốt với nhà họ Triệu cũng đưa tới một viên đan dược. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn nhớ rõ, lúc ấy ông cụ lộ vẻ rất cảm động khi nhìn thấy đan dược, sau đó thu hồi giống như bảo bối vậy. Triệu Nam từng nghe nói, đan dược ở giới võ cổ là thứ vô cùng quý giá, nghe nói nếu võ giả cổ dùng có thể gia tăng nội lực gì đó. Giờ phút này, thấy Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan dược, cô ấy biết nếu như thật sự là đan dược, như vậy thì rất quý trọng. Không đợi cô ấy hỏi, Dương Bách Xuyên lập tức mở miệng nói, đây là một loại đan dược có thể cải thiện thể chất của em, chia làm 3 phần, dùng nước sạch uống vào mới có lợi đối với em. Còn một viên này là quà tặng anh tặng cho Vượng Tử, cho nó uống trực tiếp là được, đừng hỏi cái gì, dù sao đối với em chỉ có mặt lợi không có mặt hại đâu. Dương Bách Xuyên đưa đan linh thú cho Triệu Nam, cũng không có giải thích nhiều, thật sự phải nói tiếp thì chỉ là nói dối, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên có mâu thuẫn. Mà Triệu Nam lại rất thông minh, Dương Bách Xuyên không nói thì cô ấy cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao cô ấy cũng biết, Dương Bách Xuyên sẽ không hại cô ấy là được. Chỉ là cô ấy nhìn đan dược rồi thuận miệng hỏi, cái này, có phải đan dược lưu truyền trong giới võ cổ không? Cứ coi là vậy đi, dù sao em nhớ dùng là được, chờ sau khi uống viên đan dược này vào, anh sẽ cho em một bất ngờ. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã có một kế hoạch. Hễ là người thân bạn bè đã từng dùng đan tạo hóa sinh cơ, chỉ cần sau khi thể chất được cải thiện, anh sẽ truyền thụ công pháp tu chân cho bọn họ. Tìm sư phụ xin mấy bộ công pháp tu chân thích hợp cho con gái tu luyện cũng không có vấn đề gì. Hôm nay, sau khi gặp Triệu Vũ Linh, không khó để nghe ra, thế gia võ cổ vẫn còn thế lực bên trong. Nghe được từ miệng Triệu Vũ Linh nói, anh không có thân phận gia thế xứng đôi với thế gia võ cổ. Nói trắng ra chính là bối cảnh không ngang nhau. Nhưng điểm này ở trong mắt Dương Bách Xuyên thật sự không tính là gì. Võ cổ của anh châu bò, nhưng có thể châu bò bằng người tu chân không? Cho dù không vì Triệu Nam, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị xây dựng thế lực của mình. Trong đầu anh đã có hai ý tưởng. Thứ nhất, trong tay anh có đan tôi thể và đan bồi nguyên là hai đan dược thích hợp cho võ giả cổ dùng. Lại có thuật ngũ hành dẫn thể đối với võ giả cổ chính là tâm pháp võ công thượng thừa, muốn xây dựng một thế lực võ giả cổ cũng không phải việc khó. Hơn nữa, hôm nay nghe Triệu Vũ Linh nói, Dương Bách Xuyên còn nghe được một tin tức quan trọng, đó chính là trong thế gia võ cổ có tồn tại ám kình đỉnh phong viên mãn, nói cách khác võ giả cổ hiện nay mạnh nhất hẳn là võ giả cổ ám kình tầng 9. Mà người tu chân như anh chỉ vừa mới nhập môn cảnh giới, luyện khí kỳ tương ứng với ám kình của võ giả cổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước võ giả cổ ám kình còn có một minh kình kỳ. Nói cách khác, cảnh giới của võ giả cổ chẳng khác nào minh kình cộng thêm ám kình mới có thể so sánh với cảnh giới nhập môn của người tu chân như anh. Như vậy, Dương Bách Xuyên nghĩ,
anh chỉ cần tu luyện tu vi đến luyện khí kỳ tầng 9 là có thể chèn ép võ giả cổ rồi. Mặt khác, xây dựng thế lực võ giả cổ chỉ là phòng tuyến đầu tiên trong lòng Dương Bách Xuyên, chỉ có thể tính là chuyện ngoài rìa. Thứ hai là, thế lực nòng cốt, trực tiếp dẫn dắt người thân bạn bè vào con đường tu chân, không thể nghi ngờ, người tu chân mới có thể làm vương giả. Thế gia võ giả cổ của anh không phải rất trâu bò sao? Được, nếu một gia tộc của anh có 10 minh kình, ta sẽ lấy ra 10 người tu chân, từng phút chèn ép anh 100 lần. Cho nên hôm nay Dương Bách Xuyên mới dám khiêu khích Triệu Vũ Linh, nói thế gia võ cổ thành chó má là do anh có niềm tin vào bản thân. Những sức mạnh này đến từ sự trưởng thành của anh ngày hôm nay. Luyện khí kỳ tầng 3 chính là tu luyện công pháp, theo lời của sư phụ Vân Thiên Tà nói, nó là càn khôn tạo hóa quyết trực tiếp trưởng thành loại hình công pháp đỉnh cao vô thượng trong giới tu chân, có thể một đường tu luyện tiếp, không cần lo lắng giai đoạn tiếp theo sẽ không có công pháp tu luyện. Lại chiếm được kinh nguyên thần, công pháp quý giá này có thể tu luyện ra linh thức ở giai đoạn nhập môn, có thể sử dụng linh thức uy áp, có thể tăng sức mạnh lên theo tu vi tăng lên. Ở sơn cốc nhỏ, Từ Không Nguyên lại để lại không dưới 200 gốc cây linh dược các loại, còn có hai con dị chủng trồn thần phi thiên và miêu hầu lục nhĩ đã mở ra linh trí trở thành linh thú sơ cấp. Cộng thêm hai linh thạch hiếm thấy và hơn 100 cân rượu khỉ. Còn có một sư phụ tán tiên đỉnh cấp 12 kiếp có kinh nghiệm tu chân phong phú tới dạy dỗ, có một không gian bí bảo trong bình càn khôn thần bí có thể trưởng thành. Đủ loại lợi thế cộng lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình thật sự rất trâu bò. Hiện tại chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian, coi như là xưng bá giới võ cổ Trung Quốc cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, anh có chút kìm lòng không được, ngây ngô ha hả bật cười. Anh cười cái gì thế? Triệu Nam nhìn Dương Bách Xuyên chảy cả nước miếng, ngây ngốc hỏi ra. À không có gì, không có gì, đang nghĩ đến một số chuyện thôi, ha ha. Dương Bách Xuyên vội vàng hoàn hồn. Lại đây Triệu Nam kỳ quái nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt, làm gì vậy? Em bảo anh ngồi lại đây, sợ em ăn anh sao? Triệu Nam trợn trắng mắt. Ồ, nhìn trên mặt Triệu Nam đỏ bừng, Dương Bách Xuyên có chút si mê, cười ha ha qua đó ngồi xuống. Lúc này Triệu Nam giơ tay lên, lau một chút ở khóe miệng Dương Bách Xuyên, cười nói đi, có phải đang suy nghĩ đến cô gái xinh đẹp nào đó không, chảy cả nước miếng rồi này. Chậc, vẫn là em hiểu rõ anh thật sự đang nghĩ đến một cô gái xinh đẹp đấy, ha ha. Anh thật đúng là muốn a hừ, Triệu Nam trực tiếp véo cánh tay Dương Bách Xuyên. A, Dương Bách Xuyên đau đớn kêu to, vội vàng nói, anh vừa mới nghĩ đến em đấy. Phục, Triệu Nam buông tay, cười, coi như anh biết tùy cơ ứng biến, sau này không được nghĩ đến cô gái khác nữa, hôm nay sau khi anh họ em trở về, cả gia tộc của em và toàn bộ Yến Kinh đều sẽ biết anh là bạn trai của Triệu Nam, nếu sau này anh dám qua lại với cô gái khác sau lưng thì anh chờ đấy cho em. Nghe Triệu Nam dịu dàng uy hiếp, trên mặt Dương Bách Xuyên càng cười lớn, khóe miệng nhếch hẳn lên, trong đầu anh nghĩ đến Lâm Hoan và Viên Kim Phượng. Nếu sau này bị Triệu Nam biết về hai người họ, không biết sẽ như thế nào đây? Giờ khắc này, trong lòng tên họ Dương cay đắng giống như ăn phải hoàng liên vậy. Nói chuyện phiếm một hồi với Triệu Nam, Dương Bách Xuyên không chịu nổi những suy nghĩ đen tối, ở trước mặt cô ấy, Dương Bách Xuyên luôn cảm giác không có gì phải che giấu. Anh muốn nói cái gì, cô ấy luôn có thể hiểu được, thậm chí cô ấy còn biết trước câu tiếp theo anh sẽ nói ra. Kiểu trò chuyện này đôi khi sẽ rất mệt, nhưng cũng dễ dàng và rất mâu thuẫn. Là cảm giác tri kỷ, cũng là cái loại cảm giác không thể diễn tả rõ ràng được. Chỉ một câu thôi, cô ấy quá thông minh. Dương Bách Xuyên rất thích quá trình trò chuyện với cô ấy, bởi vì anh luôn cảm thấy rất có tính chất khiêu chiến. Giữa EQ và IQ cô đều cao hơn anh một bậc, điều này làm cho cảm giác chinh phục trong nội tâm Dương Bách Xuyên tăng lên. Hai người không nói về công việc, chỉ nói về một số chuyện trong cuộc sống bình thường, nói về một số khó khăn và niềm vui của sự trưởng thành. Mãi đến khi thư ký Ngải Diệp đi vào mới cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Dương Bách Xuyên đứng dậy rời đi, trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục nghiên cứu phải giúp Triệu Nam phát triển công ty đấu giá như thế nào. Xem qua thành tích trước kia, phát hiện đều là tăng trưởng âm, nguyên nhân vẫn là đồ vật bán đấu giá được càng ngày càng ít, kênh riêng của công ty cũng không thu được đồ vật có giá trị.
Về mặt bán đấu giá này, muốn hấp dẫn khách hàng cần phải có danh tiếng. Mà phương pháp tích lũy danh tiếng nhanh nhất chính là bán đấu giá những bộ sưu tập có giá trị, như thế mới có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dẫn tới khách hàng đem vật phẩm đấu giá giao cho công ty để mang đi đấu giá. Dương Bách Xuyên cuối cùng vẫn quyết định ra tay từ vật phẩm đấu giá. Anh sẽ luyện chết ra đan chú nhan và mang đến công ty để bán đấu giá. Đương nhiên loại đan chú nhan này cũng không phải là anh luyện chế ra đan giả từ nồi sắt, mà là chuẩn bị dùng lò luyện đan luyện chế ra đan chú nhan thật sự. Dương Bách Xuyên có lòng tin rất lớn với đan chú nhan thật sự. Bất chợt đã đến giờ tan làm, tin nhắn điện thoại di động vang lên. Anh vừa lấy ra xem thì là tin nhắn của cảnh sát xinh đẹp Ninh Kha, cô ta nói qua 8 giờ tối, nhưng lúc này gửi tin nhắn nói đã đến nhà hàng Pháp chờ anh. Lúc này mới 6 giờ, Dương Bách Xuyên cười khổ, nhưng nếu đã đồng ý với Ninh Kha thì phải đi thôi, dù sao cũng tan làm rồi, đi sớm cũng được, không thể để cho người ta chờ. Đi ra khỏi văn phòng, anh có chút chột dạ nhìn văn phòng Triệu Nam, không thấy người đi ra, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi và đi thẳng xuống lầu. Sau khi lên xe, tâm niệm anh vừa động thả con trồn và hầu đậu đậu ra ngoài hóng gió. Dương Bách Xuyên sợ bọn chúng ở công ty náo loạn nên mới nhốt ở trong không gian bình càn khôn, lúc này mới thả ra hít thở không khí. Suy cho cùng, không gian trong bình càn khôn quá nhỏ đối với con trồn hương hương hầu đậu đậu trời sinh có tính hiếu động, hơn nữa Dương Bách Xuyên cho chúng nó không gian hoạt động cũng chỉ 10 mét vuông. Quả nhiên, con trồn và cùng hầu đậu đậu vừa ra ngoài, đều bày ra bộ dáng uất ức đáng thương gầm lên. Ồn ào đến nỗi lỗ tai Dương Bách Xuyên đau nhức. Anh đã đồng ý với bọn chúng là lần sau không nhốt nữa, chỉ cần nghe lời là được. Đối với con trồn Dương Bách Xuyên coi như cũng yên tâm, anh chỉ lo lắng cho con khỉ hầu đậu đậu màu vàng này, thấy gái là lại đi lên đùa giỡn. Vài chục phút sau, Dương Bách Xuyên đã đến nhà hàng Pháp. Ninh Kha đặt vị trí ở cửa sổ tầng 2, chờ anh đi lên, sau khi liếc mắt một cái đã thấy được. Bởi vì cả người Ninh Kha mặc đồng phục cảnh sát giống như hạc đứng giữa bầy gà. Ngược lại làm cho Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc, cô em này đến những nơi như thế này ăn đồ Tây cũng không biết thay một bộ quần áo khác à, quá hấp dẫn ánh mắt, làm cho anh cảm giác có áp lực. Lúc đi qua anh nhìn thấy mấy bàn người như cố ý như vô tình đang chú ý Ninh Kha. Không còn cách nào khác, cả người cô mặc đồng phục cảnh sát, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng hơn 1m7, còn rất mạnh mẽ, mỗi một người đàn ông phỏng chừng sẽ nghĩ đến từ đồng phục này quá hấp dẫn. Dương Bách Xuyên kiên trì đi qua. Ninh Kha từ xa đã chào hỏi, Dương Bách Xuyên bên này. Cô ta gọi lớn khiến cho ánh mắt của rất nhiều người lập tức rơi vào trên người anh, Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt của mấy người này đều mang theo sự ngưỡng mộ cùng ghen ghét nồng nặc. Trong đầu anh thầm nghĩ, bà cô à, cô đừng hét như thế, tôi liếc mắt cũng nhìn thấy được, cô đây là đang kéo thêm kẻ thù cho ông đây đó. Không thể không nói. Ninh Kỳ mặc đồng phục cảnh sát thật đúng là rất có sức hấp dẫn, Dương Bách Xuyên nhìn đến trái tim cũng đập loạn. Sau khi ngồi xuống, Ninh Kha bảo Dương Bách Xuyên gọi đồ ăn. Cô gọi đi, cứ tùy ý chọn món nhé, thật ra tôi cũng không quen ăn đồ Tây, tôi thích ăn đồ Trung Quốc hơn. Dương Bách Xuyên thuận miệng nói thật. Ninh Kha trừng mắt nói, ăn không quen sao anh không nói sớm, bà đây cũng đang tiết kiệm tiền, ăn một bữa Tây có thể ăn mấy bữa cơm Trung Quốc đấy. Chợt Dương Bách Xuyên có chút nghẹn lời, anh không nghĩ tới Ninh Kha lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hay là chúng ta đổi sang một nhà hàng Trung Quốc ăn đi? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Quên đi, đến cũng đến rồi, bà đây mời anh ăn một bữa cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, cách nói chuyện của Ninh Kha hoàn toàn không hợp với vẻ bề ngoài của cô. Dương Bách Xuyên nghĩ, lúc này Ninh Kha mới là cô ta thật sự. Lúc Dương Bách Xuyên cầm thực đơn nhìn thử, điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh đưa thực đơn cho Ninh Kha và nói, cô cứ tùy ý gọi đi, tôi đi nghe điện thoại. Anh cầm điện thoại lên nhìn, là Dương Lâm gọi tới. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ đã có tin tức của bức tranh cổ rồi sao? Anh nhận điện thoại, giọng nói của Dương Lâm trực tiếp vang lên, nhóc Xuyên, cậu ở đâu, bức tranh cổ có chút manh mối rồi, nhưng tình huống hơi đặc biệt. Hay là cậu đến quán trà này gặp mặt một chuyến rồi nói tiếp đi. Được, tôi lập tức qua ngay. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ,
đồng thời cũng kinh ngạc về Dương Lâm hoặc là nói tin tức của nhà họ Dương ở Cố Đô thật nhanh nhạy, không hổ là gia tộc vương giả ngầm ở Cố Đô. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Kha hỏi, sao thế, anh có việc gấp à? Dương Bách Xuyên suy nghĩ một hồi vẫn là nói cho Ninh Kha biết, dù sao Ninh Kha cũng đang điều tra vụ án này, mặc dù công ty đấu giá Triệu Thị ở Cố Đô cũng chỉ là một công ty nhỏ đối với gia tộc Triệu khổng lồ, nhưng là đặt ở Cố Đô cũng rất có trọng lượng, công ty đấu giá bị mất bức tranh cổ trị giá hơn 1 tỷ, đây là vụ án lớn, cho nên Ninh Kha là đội trưởng cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ tự mình điều tra vụ án. Nếu như nói cho Ninh Kha biết đã có manh mối, hoặc là có thể giúp cô ta có được công lao phá vụ án này, hơn nữa bên người có cảnh sát hỗ trợ, Dương Bách Xuyên cảm thấy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Đã có tin tức về bức tranh cổ mà công ty đấu giá Triệu Thị bị mất, cô có muốn cùng đi xem thử không? Dương Bách Xuyên nói với Ninh Kha. Cái gì? Ninh Kha lập tức đứng lên, mấy ngày nay cô ta điều tra vụ án này có áp lực rất lớn, đã mấy ngày cũng không được nghỉ ngơi rồi. Nghe được Dương Bách Xuyên nói có tin tức nên cô ta lập tức kích động lên. Nhưng ngay sau đó cô ta phản ánh, không đúng, cảnh sát chúng tôi còn chưa có manh mối, anh lấy tin tức ở đâu chứ? Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì, bây giờ tôi đi xem thử, cô có thích đi hay không? Dương Bách Xuyên nói xong liền đứng dậy rời đi. Ninh Kha tức giận mắng to, đồ khốn khiếp, lại dám đối xử với bà đây như thế, thái độ gì đây, Dương Bách Xuyên? Anh đứng lại cho bà đây ngay. Lúc này Ninh Kha lập tức đuổi theo. Mà Dương Bách Xuyên bị Ninh Kha quát lớn như thế thật sự cảm thấy có chút mất mặt. Nhà hàng Tây hiện giờ đều là những quan lớn đến ăn cơm. Bà cô này quát lớn như thế quá mất mặt. Anh không chỉ không đứng lại mà còn bước đi nhanh hơn xuống tầng. Sau khi lên xe, Dương Bách Xuyên ở trên xe chờ Ninh Kha. Sau khi Ninh Kha nhìn thấy xe của Dương Bách Xuyên, cô ta không nói nhiều mà lập tức ngồi ở ghế phụ, đồ khốn khiếp nhà anh không chờ một chút được à. Cô tức giận nói chuyện, cũng thấy được Hầu Đậu Đậu và con chồn Hương Hương ngồi ở ghế sau, lập tức bị hai thằng nhóc kia hấp dẫn. Qua, thú cưng thật đáng yêu nha, trong lúc nói chuyện, cô ta còn chạm vào con chồn, nhưng con chồn không thèm cho cô ta mặt mũi nhảy ra. Ngược lại, con khỉ Hầu Đậu Đậu háo sắc lại chủ động nhảy vào trong ngực Ninh Kha. Dương Bách Xuyên nhìn thấy bộ dáng Hầu Đậu Đậu, vẻ mặt đen lại, trong lòng mắng to, em gái mày, Hầu Đậu Đậu, đậu hũ bị mày ăn hết rồi đấy. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, móng vuốt lông xù của Hầu Đậu Đậu vươn tới lồng ngực của Ninh Kha, chọc cho Ninh Kha cười khanh khách, thậm chí còn khen Hầu Đậu Đậu thật đáng yêu. Đối với Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên cũng không nói gì, chỉ vừa tức giận vừa hâm mộ, anh hận không thể thế chỗ của Hầu Đậu Đậu. Nhưng vẫn không thể nói với Ninh Kha đây là con khỉ Hầu Đậu Đậu háo sắc, nếu như nói cho cô ta biết, chẳng phải là thừa nhận chủ nhân của nó cũng háo sắc sao? Trong lúc tức giận bất bình, Dương Bách Xuyên lái xe thẳng đến quán trà này. Sau khi đến nơi xuống xe, Dương Bách Xuyên ôm con chồn vào trong lòng, còn lại Hầu Đậu Đậu thì nhốt ở trong xe. Chọc cho Ninh Kha bất mãn nói, tại sao anh lại nhốt Hầu Đậu Đậu ở trong xe thế, thật là đáng thương. Nó thích ở trong xe, để bên ngoài sẽ chạy mất đấy. Dương Bách Xuyên nói qua loa một câu rồi đi thẳng vào trong quán trà. Vẫn là Hoa Đầu dẫn đường, nhưng sau khi Hoa Đầu và Ninh Kha đưa mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên quan sát thấy, nụ cười trên mặt của Hoa Đầu đột nhiên biến mất. Mà Ninh Kha lại hừ lạnh nói, đây không phải là Hoa Đầu sao? Anh làm cái gì ở đây thế? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng gây chuyện. Nếu không bà đây sẽ không tha cho anh đâu. Ha ha, cảnh sát Ninh, tôi chỉ đến uống trà với bạn bè thôi, chứ có làm gì đâu, là tới chờ Dương tiên sinh. Hoa Đầu cười như không cười trả lời. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm mắng mình, anh đã phạm phải một sai lầm thông thường, từ xưa trắng và đen đã đối lập, hôm nay đến gặp Dương Lâm còn dẫn theo một cảnh sát, chuyện này thật sự không thích hợp. Nhưng đến cũng đã đến rồi. Cũng không thể để Ninh Kha trở về được. Hơn nữa anh cũng tin tưởng Dương Lâm không phải người hẹp hòi, Ninh Kha cũng phải cho mình một chút mặt mũi, hơn nữa Dương Lâm và Ninh Kha chắc cũng không quen biết nhau đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đi vào phòng riêng, vẫn là nơi lần trước gặp mặt Dương Lâm. Sau khi mở cửa, Dương Lâm nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì sắc mặt vui vẻ, thế nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Kha đi theo sau Dương Bách Xuyên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên thầm nghĩ không ổn.
Sắc mặt của Dương Lâm đã nói lên tất cả, anh ta quen biết cô nàng cảnh sát Ninh Kha này. Quả nhiên Dương Lâm chưa kịp nói gì, Ninh Kha đã bước tới cà khịa, thì ra là cậu cả nhà họ Dương. Sao nào, anh quen Dương Bách Xuyên hả? Cảnh sát Ninh, tôi và Dương Bách Xuyên là bạn cùng lớp. Chẳng phải các cô nắm rõ tình hình nhà chúng tôi trong lòng bàn tay ư, sao ngay cả điều này cũng không biết. Dương Lâm cười khẩy. Dương Bách Xuyên cảm thấy hai người đều kỳ lạ, làm tổn thương lẫn nhau. Tức thì anh cảm thấy nhức đầu. Anh hắng giọng khụ khụ vài tiếng rồi lúng túng nói, Dương Lâm, tôi không ngờ hai người lại quen nhau, là tôi sơ suất. Tất nhiên là Dương Lâm nhìn ra không phải Dương Bách Xuyên cố ý nên không trách anh, trái lại bây giờ anh ta rất cảm kích Dương Bách Xuyên. Hôm qua Dương Bách Xuyên cho anh ta một viên đan tôi thể, sau khi về nhà anh ta đã đưa cho ông cụ trong nhà xem, thế rồi bị ông cụ tịch thu luôn. Tuy hơi buồn bực nhưng Dương Lâm vẫn rất vui vẻ. Bởi vì một viên đan dược đã giúp địa vị người thừa kế của anh ta trở nên vững chắc như núi. Hơn nữa, trước khi đi ông cụ còn thẳng thừng nói một câu, kết giao với Dương Bách Xuyên thật tốt, cho dù phải bỏ ra giá lớn. Dương Lâm biết tính ông cụ nhà mình, ông hiếm khi coi trọng ai đó, cho dù là các võ cổ giả cũng chẳng lọt vào mắt ông, nhưng ông lại rất quan tâm tới Dương Bách Xuyên. Nhờ có viên đan dược của Dương Bách Xuyên ngày hôm qua mà ông cụ đã mở ra một số quyền hạn cho Dương Lâm. Điều này tượng trưng cho thực lực. Dương Lâm là người có dã tâm, anh ta quyết tâm phải trở thành người thừa kế vị trí ông hoàng thế giới ngầm. Mấy anh em họ còn lại, thậm chí là ba đứa em trai ruột của Dương Lâm vẫn luôn để mắt tới anh ta mọi lúc mọi nơi. Một viên đan dược của Dương Bách Xuyên còn hiệu quả hơn sự cố gắng của anh ta trong mấy năm qua. Về việc giúp đỡ Dương Bách Xuyên tìm kiếm tranh cổ, nhờ có ông cụ đã tạo điều kiện thuận lợi nên chỉ trong một đêm đã dò la được một số manh mối, sau đó Dương Lâm liên hệ với Dương Bách Xuyên hẹn anh đến đây. Nào ngờ còn có Ninh Kha Hoa Khôi đồn cảnh sát nức tiếng Cố Đô đi cùng Dương Bách Xuyên. Người nhà họ Dương rất hận Ninh Kha, cô nàng Hoa Khôi đồn cảnh sát có tinh thần trượng nghĩa này có hơi ngây thơ ngốc nghếch. Cô ta nhiều lần gây phiền phức cho Dương Lâm. Cứ dăm ba bữa mấy quán ba club do Dương Lâm phụ trách lại bị Ninh Kha ghé thăm, hơn nữa còn là lúc cô ta mới làm cảnh sát. Nghe nói mấy hôm trước Ninh Kha đã thăng chức làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nếu không phải điều tra được Ninh Kha có cơ to khiến Dương Lâm kiêng dè, thì anh ta đã chỉnh đối phương từ lâu rồi. Dương Lâm, thậm chí là tất cả mọi người trong thế giới ngầm Cố Đô đều vừa hận vừa sợ Ninh Kha. Đánh không được, chửi chẳng xong. Đành chịu thôi, ai bảo người ta có cơ to chứ? Ông cụ trong nhà từng dặn dò cho dù chịu thiệt cũng không được đắc tội với Ninh Kha, cũng không chọc nổi. Có thể nói Dương Lâm và Ninh Kha là người quen cũ. Ninh Kha cũng không ngờ Dương Bách Xuyên và Dương Lâm lại là bạn cùng lớp. Cô ta biết thân phận gia thế của Dương Lâm, không có chút xíu thiện cảm nào với dân giang hồ. Dương Lâm, tôi cảnh cáo anh đừng gây chuyện. Tôi không quan tâm anh có phải là bạn học của Dương Bách Xuyên hay không, nhưng có một điều tôi phải nói rõ với anh, Dương Bách Xuyên là bạn của Ninh Kha này, nếu anh dám làm gì anh ấy thì coi chừng tôi xử anh. Trong mắt Ninh Kha, người trong gia tộc xã hội đen Cố Đô không có ai là người tốt cả, tài liệu về nhà họ Dương ở Cố Đô chất đầy ba tủ hồ sơ to ở đồn cảnh sát kia kìa. Cô ta biết nhà họ Dương là ai, lập nghiệp từ nghề gì, nhưng đối phương vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Thậm chí càng ngày càng lớn mạnh. Ninh Kha không thể hiểu nổi tại sao bao nhiêu năm qua không có ai động vào nhà họ Dương. Vì vậy sau khi biết đến sự tồn tại của nhà họ Dương, cô ta vẫn luôn tìm chứng cứ, thu thập hồ sơ đen của nhà họ Dương ở Cố Đô, chuẩn bị tiêu diệt gia tộc xã hội đen Cố Đô này. Ninh Kha nói chuyện với Dương Lâm không khách sáo chút nào. Nhưng nghe những lời Ninh Kha nói, Dương Bách Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười. Thậm chí còn cảm thấy cô nàng Hoa Khôi đồn cảnh sát này khá đáng yêu. Sao anh lại không nghe ra đối phương đang bảo vệ mình kia chứ? Dương Bách Xuyên học lịch sử, đọc về lịch sử, cho nên anh có cái nhìn chủ quan về đen và trắng. Trong mắt Dương Bách Xuyên, trên thế giới này không có trắng tuyệt đối, cũng không có đen tuyệt đối, giữa trắng và đen là sự cân bằng vĩnh viễn, không thể thiếu một trong hai. Có lúc sự ổn định của xã hội không thể thiếu đen. Tuy câu này nghe hơi vô lý nhưng đúng là như thế. Dương Bách Xuyên không cho rằng nhà họ Dương ở Cố Đô là gia tộc xã hội đen thì chắc chắn mang tội ác tày trời.
Có lẽ sự bình yên của cố đô là nhờ có sự tồn tại của nhà họ Dương trong thế giới ngầm. Bởi vì thế giới ngầm cũng có trật tự riêng, đó là những yếu tố giúp xã hội ổn định. Đương nhiên một gia tộc là vương giả của thế giới ngầm chắc chắn sẽ không làm sằng làm bậy. Bọn họ không còn là lũ côn đồ hơi tí lại chém người, chỉ có kẻ lỗ mãng ngu ngốc mới thế. Thấy Dương Lâm tái mét mặt mày vì bị Ninh Kha chọc giận, Dương Bách Xuyên vội vàng lên tiếng, hai người bớt giận nào, cả hai đều là bạn của tôi. Chúng ta bàn việc chính trước đi. Tất nhiên là Dương Lâm sẽ nể mặt Dương Bách Xuyên, không so đo nữa. So đo với đàn bà con gái vốn chẳng phải hành vi sáng suốt. Anh ta cười gằn chứ không nói gì, đồng thời ra hiệu cho Dương Bách Xuyên ngồi xuống nói chuyện. Ninh Kha thì ngược lại, nổi tính tiểu thư trừng mắt nói, một tên côn đồ mà thôi, đừng có rơi vào tay tôi. Tôi sẽ bắt anh sớm thôi. Lần này ánh mắt Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lẽo, anh gằn lên, Ninh Kha, mẹ nhà cô im miệng cho tôi, biến đi cho sớm chợ. Dương Bách Xuyên bị cô nàng ngây thơ ngốc nghếch này chọc cho tức điên. Anh tìm Dương Lâm làm việc, nói dễ nghe là bạn bè giúp đỡ nhau, nói khó nghe là nhờ vả người ta giúp đỡ. Cô nàng ngu ngốc này năm lần bảy lượt xỉa sói Dương Lâm chẳng khác gì tát vào mặt anh. Thế này thì làm sao anh nhờ vả người ta được nữa? Phục luôn. Hơn nữa vừa rồi Ninh Kha có hơi nặng lời với Dương Lâm, vì vậy Dương Bách Xuyên nổi giận. Anh vừa nổi giận. Uy áp linh thức bất giác bộc phát ra ngoài. Hiện giờ anh vẫn chưa thành tạo trong việc kiểm soát linh thức. Dưới uy áp của Dương Bách Xuyên, Ninh Kha và Dương Lâm ở bên cạnh cảm thấy nghẹt thở, cõi lòng kinh hoàng. May mà Dương Bách Xuyên phát hiện sắc mặt hai người bất thường mới nhận ra nguyên nhân là do uy áp linh thức của mình, bèn vội vàng thu lại. Tiếp đó, anh trợn mắt quát Ninh Kha, ngồi xuống. Giờ phút này Ninh Kha vẫn bị ảnh hưởng bởi khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên người Dương Bách Xuyên hồi nãy, gần như là ngoan ngoãn ngồi xuống sofa theo phản xạ. Dương Lâm cũng chấn động trước khí thế mạnh mẽ trên người Dương Bách Xuyên, thật sự là còn mạnh hơn ông cụ nhà mình. Lúc này lửa giận nhằn vào Ninh Kha đã tắt lịm, anh ta cũng biết là mình không nên tranh cãi với Ninh Kha, bởi vì cô ta đi cùng Dương Bách Xuyên, vuốt mặt phải nể mũi. Ninh Kha hơi tủi thân. Đây là lần thứ hai Dương Bách Xuyên nổi giận với cô ta, lần đầu tiên là lúc lấy đạn giúp cô ta. Ninh Kha vừa sợ vừa giận, thầm mắng Dương Bách Xuyên quá ngang ngược. Nhưng một lát sau cô ta cũng bình tĩnh lại, hình như mình mắng Dương Lâm đã làm Dương Bách Xuyên mất mặt, vì vậy cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói gì nữa. Hai người bị uy áp mà Dương Bách Xuyên vô tình phóng ra dọa sợ, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt của hai người mà trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, không ngờ uy áp linh thức lại ngầu như vậy. Quá đã, xem ra sau này mình có thể thường xuyên sử dụng, hi hi. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh không bộc lộ ra ngoài, trịnh trọng hỏi Dương Lâm, có tra được manh mối về tranh cổ không? Dương Lâm sực tỉnh, nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, anh ta ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời, tình hình là thế này, tôi đã điều tra chợ đen khắp cố đô. Mấy ngày nay không có giao dịch tranh cổ, cũng không có gì khác thường. Sau đó, tôi lại điều tra dân trộm cắp ở cố đô, cũng không có gương mặt mới nào. Dương Lâm nói đến đây, Ninh Kha vẫn im lặng nãy giờ không nhìn được ngắt lời, nực cười, két bảo hiểm của công ty đấu giá Triệu Thị là công nghệ cao, kẻ trộm vặt thì làm gì được. Dương Bách Xuyên giận lắm, thầm nghĩ mình không nên dẫn theo cô nàng ngực to này đến đây. Anh tức giận quát, hoa khôi ngực to của đồn cảnh sát, cô có thể im miệng để yên cho người ta nói xong được không? Tiếng quát giận dữ của Dương Bách Xuyên làm Ninh Kha giật mình, Dương Dương nước mắt, Dương Bách Xuyên, anh dám quát tôi. Quát cô thì sao nào? Đừng nói leo nữa, cô mà còn nói nữa thì coi chừng tôi tung ảnh của cô lên mạng, ảnh ngày hôm đó. Dương Bách Xuyên chừng đối phương không nể nang gì. Ninh Kha nghĩ đến ngày hôm đó Dương Bách Xuyên chữa trị vết thương do trúng đạn cho mình, hình như giữa chừng mình hôn mê, lẽ nào tên khốn này đã chụp ảnh trong lúc mình hôn mê. Ninh Kha giận đến nỗi răng run lập cập, nhưng, cuối cùng cô ta vẫn nhẫn nhịn, bởi vì sợ Dương Bách Xuyên thật sự có ảnh của mình. Nhớ lại chuyện hôm đó, Ninh Kha vừa ngượng vừa giận, sắc mặt đỏ bừng. Dương Lâm ở bên cạnh thấy cô nàng hoa khôi đồn cảnh sát cố đô khó chơi bị Dương Bách Xuyên quát vài tiếng liền ngoan như mèo, anh ta cực kỳ sung sướng. Anh ta nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt người anh em, cậu thật trâu bò, sau đó tiếp tục nói,
nhưng tôi đã tra được một cặp siêu trộm giới võ cổ lẻn vào cố đô, có lẽ vẫn chưa rời đi. Ý cậu là một cặp siêu trộm võ cổ giả ư? Dương Bách Xuyên hỏi. Dương Lâm gật đầu, đúng vậy. Nếu nói ai có thể lấy trộm tranh cổ thì tôi cảm thấy đối tượng có khả năng nhất là cặp siêu trộm này. Nghe nói đó là một đôi tình nhân, hơn nữa còn là Hoa Kiều về nước từ 5 năm trước. Tuyên ngôn của bọn họ là trên thế giới này không có thứ gì bọn họ không trộm được. Hai mắt Dương Bách Xuyên chợt sáng ngời, cậu nói kỹ đi. Dương Lâm nói giới võ cổ xuất hiện một cặp siêu trộm là tình nhân, lại còn là Hoa Kiều. Chuyện này thú vị rồi đây. Nếu là Hoa Kiều về nước thì đa số đều được hưởng nền giáo dục cao cấp, am hiểu công nghệ cao cũng không có gì lạ, hơn nữa bọn họ còn là võ cổ giả. Hai người hợp tác hành động, rất gần với suy đoán của anh và Ninh Kha lúc trước. Nếu như thật sự có người có thể mở két bảo hiểm với 6 lớp phòng ngự, thần không biết quỷ không hay lấy cắp tranh cổ, thì khả năng cao chính là cặp siêu trộm này. Hơn nữa bọn họ còn đến cố đô vào thời điểm nhạy cảm này, vậy thì quá khả nghi. Dương Lâm sắp xếp lại câu từ rồi nói, nam họ Đường, nữ họ Cổ, không ai biết tên cụ thể, giới võ cổ gọi là siêu trộm Đường Cổ. Bọn họ nổi tiếng vì đã đánh cắp một cây nhân sâm nghìn năm của nhà Mộ Dung ở Vân Quý. Hồi đó gia tộc Mộ Dung ở Vân Quý không hề thua kém thế lực của 4 thế gia võ cổ lớn nhất Yên Kinh. Nghe nói siêu trộm Đường Cổ trực tiếp đột nhập vào nhà thờ tổ của gia tộc Mộ Dung để đánh cắp nhân sâm. Có thể trộm đồ từ nhà thờ tổ của gia tộc Mộ Dung cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Và lại 5 năm qua, bọn họ vẫn nhởn nhơ trước sự truy bắt của gia tộc Mộ Dung. Điều quan trọng hơn cả là từ trước tới giờ chưa từng có ai nhìn thấy ngoại hình của bọn họ. Tôi điều tra được tin tức bọn họ ở cố đô từ giới võ cổ, cũng không biết tin này có chính xác hay không, nhưng người cung cấp thông tin cho tôi là cò mồi giới võ cổ, thông tin của gã chắc chắn đến 80-90%. Còn nữa, rất có thể là siêu trộm Đường Cổ đang ở khách sạn cố đô. Chờ Dương Lâm nói xong, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, tin này có đáng tin không? Thiên hạ lắm người tài, cũng không có bức tường nào không lọt gió, tôi tin rằng cho dù siêu trộm Đường Cổ lẩn trốn kỹ đến mấy cũng có lúc lộ sơ hở. Người cung cấp tin tức này cho tôi không phải người thường. Tuy chỉ là một tin tức chung chung, nhưng tôi tin rằng không có lửa thì sao có khói. Vấn đề trước mắt là chưa từng có ai nhìn thấy diện mạo của siêu trộm Đường Cổ, cho dù biết bọn họ ở khách sạn cố đô cũng rất khó tìm. Có điều tôi đã sai người đi điều tra, có gì đáng nghi sẽ báo cáo ngay. Dương Lâm làm việc cẩn thận kín kẽ. Dương Bách Xuyên gật đầu, anh tin tưởng thông tin này của Dương Lâm. Sau khi trò chuyện vài câu, Dương Bách Xuyên dự định đích thân đi xem thử. Nếu chỉ dựa vào người của Dương Lâm theo dõi thì không nhìn ra được điều gì. Mà anh là người tu chân, rất nhạy cảm với võ cổ giả, nếu siêu trộm Đường Cổ đang ở khách sạn cổ đô thị Dương Bách Xuyên tin mình có thể tìm ra. Dương Bách Xuyên cảm ơn Dương Lâm, sau đó đi cùng Ninh Kha đến thẳng khách sạn cố đô định ngồi canh cửa. Mặc dù biện pháp này xưa rồi, nhưng cũng được xem là biện pháp hữu hiệu nhất. Còn biện pháp vào khách sạn điều tra thông tin khách hàng thì bị Dương Bách Xuyên gạt bỏ ngay lập tức. Kẻ trộm làm mấy thân phận giả là chuyện đơn giản như cơm bữa. Vì vậy, nếu như siêu trộm Đường Cổ đang ở khách sạn cố đô, thì biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu nhất là cắm chốt chờ. Siêu trộm Đường Cổ là cổ võ giả nên khác với người bình thường, trên người có khí huyết và hơi thở đặc trưng. Từ đó Dương Bách Xuyên có thể thu nhỏ phạm vi, chỉ cần là võ cổ giả thì không thể thoát khỏi ánh mắt anh. Từ lúc ra khỏi quán trà ngồi lên xe, Ninh Kha vẫn luôn bĩu môi giận dỗi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn cô ta, nhếch môi nở nụ cười, tôi đưa cô về nhé. Đừng hòng bỏ lại tôi cũng phụ trách vụ án này đấy. Hơn nữa anh đừng tưởng tôi không biết võ cổ giả. Nếu cặp siêu trộm kia là võ cổ giả thì lực lượng cảnh sát bình thường chắc chắn không thể làm gì được. Tôi đi chung với anh, Ninh Kha nói một tràng khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Anh thầm nghĩ trong đầu. Xem ra gia thế của cô nàng này không đơn giản, biết sự tồn tại của võ cổ giả. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên không tán thành chuyện cô ta muốn đi theo. Anh nói, lạy hồn, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, vẫn chưa chắc chắn có phải cặp siêu trộm này lấy trộm tranh cổ hay không. Cho dù đúng là hai người này thì cũng chưa chắc bọn họ đang ở khách sạn cố đô. Cho dù người ta ở đó, chúng ta cũng không biết mặt mũi thế nào. Tôi chỉ đến đó xem thử thôi, cô đừng đi theo tôi.
Vậy cũng không được, mặc dù tôi không thích người nhà họ Dương ở Cố Đô, nhưng phải công nhận là nhà bọn họ có chút thế lực trong thế giới ngầm, thông tin mà Dương Lâm nhận được hẳn là đáng tin. Hơn nữa, tôi có thể đến khách sạn điều tra tư liệu giúp anh. Dù nói gì đi chăng nữa tôi cũng phải đi cùng anh. Ninh Kha bày ra dáng vẻ tôi cứ bám theo anh đấy. Tùy cô, nhưng đến lúc đó cô phải nghe lời tôi. Còn việc điều tra tư liệu của khách sạn thì bỏ đi, cô cho rằng người ta sẽ dùng thân phận thật chắc. Được, dù sao giác quan thứ 6 cũng mách bảo tôi rằng anh có thể tìm được cặp siêu trộm. Ha ha, cảm ơn cảnh sát Ninh khích lệ. Hai người đấu võ miệng, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Cố Đô. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên dắt theo Hầu Đậu Đậu và con Trồn. Anh định đến phòng cà phê trong đại sảnh khách sạn cắm chốt với tâm lý ăn may. Nhưng lúc đi vào anh bị bảo vệ ngăn lại, xin lỗi anh, không thể mang thú cưng vào khách sạn. Hích, Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ còn có quy định này. Lúc này, Ninh Kha đắc ý nhìn Dương Bách Xuyên rồi lấy thẻ cảnh sát ra kèm một câu cảnh phá án. Bảo vệ lập tức yên tâm. Bây giờ anh đã biết lợi ích của bà đây chưa? Cô ta đắc ý nói với Dương Bách Xuyên. Xem như có chút tác dụng, ha ha. Thời điểm kia bà đây còn nhiều tác dụng hơn. Ninh Kha nói xong liền cảm thấy không ổn, sao câu này nghe kỳ quá vậy? Dương Bách Xuyên không nhịn được bật cười. Chấm chấm chấm. Hai người chọn một vị trí gần đại sảnh, sau đó gọi cà phê và ít bánh ngọt, vừa ăn vừa quan sát người ra vào. Ở chỗ này có thể nhìn rõ từng vị khách ra vào. Thời gian bất giác trôi qua, đã 11 giờ rồi mà không có bất kỳ phát hiện gì. Dương Bách Xuyên dục Ninh Kha về nhưng cô ta nhất quyết không nghe, ngược lại còn uống 7-8 cốc cà phê. Lúc rạng sáng, rốt cuộc Ninh Kha buồn ngủ díp cả mắt, chủ động đề nghị, Dương Bách Xuyên, tôi buồn ngủ quá, hay là chúng ta thuê phòng đi, ngày mai lại đến quan sát. Cho dù thật sự có cặp siêu trộm thì bọn họ cũng không ra ngoài vào giờ này đâu. Phụt! Dương Bách Xuyên suýt phun cà phê ra ngoài. Cô gái này thẳng thắn quá đấy. Thấy Dương Bách Xuyên bị sặc, Ninh Kha lập tức nhận ra mình nói sai, đành đỏ mặt giải thích ý tôi là thuê hai phòng. Anh nghĩ nhiều rồi. Dương Bách Xuyên cười ha hả, thật ra tôi không ngại thuê một phòng. Đồ khốn, mơ đẹp ghê, Ninh Kha mắng. Được rồi, cô đi thuê phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây quan sát thêm một lát. Cho dù Dương Bách Xuyên ngồi suốt 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Ninh Kha hừ mũi bỏ đi. Dạo này cô ta thức đêm nhiều, thật sự rất buồn ngủ. Sau khi Ninh Kha đi, Dương Bách Xuyên lấy quả hồng thơm từ trong không gian bình càn khôn đút cho Hầu Đậu Đậu và con Trồn Hương Hương ăn, sau đó lại tiếp tục quan sát. Một tiếng trôi qua, đã 1 giờ sáng, có hai người một già một trẻ đi vào đại sảnh thu hút sự chú ý của Dương Bách Xuyên. Người già thoạt nhìn khoảng 70 tuổi, bước đi run rẩy. Người trẻ là một cô gái đôi mươi đang dìu người già. Trông giống cháu gái dìu ông nội. Hình như là khách thuê ở khách sạn từ bên ngoài trở về. Điều này không có gì kỳ lạ, nhưng Dương Bách Xuyên lại nhếch môi cười. Bởi vì anh phát hiện ra bước chân của cụ già và cô gái trẻ có vấn đề. Thoạt nhìn ông cụ bước đi run rẩy, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ông ta bước rất vững, bước nào ra bước nấy, nhấc chân rất cao, khi chạm đất gần như không phát ra âm thanh. Đây là người luyện võ điển hình. Mà cô gái cũng có điểm bất thường. Dương Bách Xuyên quan sát thấy cô gái đang dìu cụ già, nhưng ánh mắt lại lia khắp xung quanh như đang quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hai người chậm rì rì đi đến thang máy. Khoảng cách hơi xa nên Dương Bách Xuyên không thể xác định cô ta có phải là võ cổ giả hay không. Đúng lúc này, Hầu Đậu Đậu và con Trồn bên cạnh bỗng kêu két két, hai con linh thú cùng nhìn về phía cụ già và cô gái. Dương Bách Xuyên giật mình, chợt nhớ ra con Trồn và Hầu Đậu Đậu tìm được hai sợi tóc trong két bảo hiểm. Hiện tại con Trồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu cùng quay về phía cụ già và cô gái mà hét lên, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên. Anh lập tức hiểu được tiếng hét của con Trồn và Hầu Đậu Đậu. Chắc hẳn cụ già và cô gái chính là cặp siêu trộm. Anh nhếch môi, đứng dậy dắt theo con Trồn và Hầu Đậu Đậu đi đến chỗ cụ già và cô gái. Lúc này bọn họ đã đi vào thang máy. Dương Bách Xuyên vội vàng chạy tới ấn thang máy, đồng thời nói với cụ già và cô gái ở bên trong, xin lỗi,
hai vị chờ chút. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã dắt theo con trồn và hầu đậu đậu đi vào thang máy. Cô gái và cụ già nhìn Dương Bách Xuyên, gật đầu lịch sự. Sau khi ấn thang máy, Dương Bách Xuyên mỉm cười hỏi, hai vị đến Cố Đô du lịch sao? Khụ khụ. Nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, cô gái không nói gì, còn cụ già thì ho sặc sụa một hồi rồi trả lời, đúng là chúng tôi đi du lịch. Sau bữa tối chúng tôi ra ngoài dạo một vòng ngắm cảnh đêm Cố Đô, vừa mới trở về. Dương Bách Xuyên càng cười tươi hơn. Từ lúc vào thang máy anh đã chắc chắn hai người này là võ cổ giả, hơn nữa ông cụ này không phải người già mà ngược lại vẫn còn rất trẻ. Bởi vì anh dùng linh thức kiểm tra bọn họ. Không gì có thể che giấu được linh thức của Dương Bách Xuyên. Trong mắt mọi người, ông cụ có mái tóc hoa râm, mặt đầy đồi mồi. Nhưng trong linh thức của Dương Bách Xuyên, đồi mồi trên mặt ông ta không phải tự nhiên. Đây là kỹ thuật hóa trang rất cao siêu. Hơn nữa, từ khí huyết anh có thể nhận ra cụ già có nội lực ám kình tầng 4, cô gái là ám kình tầng 3. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Ông cụ hóa trang này cùng lắm cũng chỉ 27-28 tuổi, cô gái cũng tầm 26-27, hai người cùng độ tuổi. Ở tuổi này đã có tu vi ám kình tầng 4 và tầng 3 đúng là hiếm thấy. Cụ già nói xong, Dương Bách Xuyên vờ như vô tình nói, Cố Đô là kinh đô của 13 triều đại, có rất nhiều đồ cổ, chẳng hạn như tranh cổ, hai vị có thể mua mấy bức mang về. Khi nói câu này, Dương Bách Xuyên nhìn hai người họ chằm chằm. Quả nhiên ánh mắt bọn họ chợt lóe sáng rồi biến mất. Dương Bách Xuyên cố ý nhắc đến tranh cổ để thăm dò. Bây giờ nhìn nét mặt của hai người họ, anh đã chắc chắn 7-8 phần hai người này chính là cặp siêu trộm giới võ cổ. Lúc này, ông cụ ho khù khụ hai tiếng rồi nói, anh bạn nhỏ biết nhiều thật đấy. Dương Bách Xuyên mỉm cười, híp mắt nói, bình thường thôi, tôi cũng được xem là người Cố Đô nửa vời nên biết nhiều hơn chút. Không biết hai vị tên gì. Hừ, bèo nước gặp nhau, cậu không thấy mình rất vô duyên à? Lúc này cô gái lạnh lùng hừ mũi. Không không không, cô nói sai rồi. Cả nước có hơn 1 tỷ người, chúng ta có thể gặp nhau trong thang máy chính là duyên phận, nói không chừng tôi sẽ gặp lại hai vị đấy. Dương Bách Xuyên nhìn bọn họ chằm chằm. Tinh. Lúc này cửa thang máy mở ra. Cụ già lại ho sặc sụa một lúc, sau đó mỉm cười với Dương Bách Xuyên, ra hiệu cho cô gái ra khỏi thang máy. Mà Dương Bách Xuyên cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Cô gái lạnh lùng chất vấn, cậu đi theo chúng tôi làm gì? Tôi cũng ở tầng này, anh Đường và cô cổ có ý kiến ư? Trong lúc trò chuyện Dương Bách Xuyên đã khẳng định hai người này có vấn đề. Lần này anh gọi thẳng họ là để dò xét lần cuối. Quả nhiên anh phát hiện thấy sau khi mình thốt ra câu anh Đường và cô cổ, toàn thân hai người kia chợt run lên. Sau đó, lưng cụ già không còng nữa, lão từ từ đứng thẳng người, híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên, một tay đặt trong túi quần. Toàn thân cô gái cũng căng cứng. Cậu là ai? Lần này cụ già gằn giọng nói, đồng thời phóng ra sát khí như có như không. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, chắc chắn 100% bọn họ là cặp siêu trộm. Anh bật cười ha ha, tôi là Dương Bách Xuyên, nhân viên công ty đấu giá Triệu Thị ở Cố Đô. Chắc là hai vị chưa từng nghe về tôi, nhưng hẳn là không lạ gì công ty chúng tôi nhỉ. Phải chăng hai vị nên trả lại đồ cho tôi? Ha ha ha, thú vị, thú vị. Tư Lạc à, xem ra lần này chúng ta gặp phải cao thủ rồi. Quả nhiên Cố Đô 13 triều đại là nơi rồng núp hổ nằm. Không ngờ mới đó mà đã có người tìm thấy chúng ta. Cụ già cười sằng sặc. Ha ha, xem ra tôi không tìm nhầm người, quả nhiên là hai vị động vào tranh cổ của công ty chúng tôi. Nếu được thì xin hai vị trả lại tranh cổ cho tôi. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nói. Anh chẳng thèm để ý đến việc cụ già cho tay vào túi quần. Trong linh thức anh đã nhìn thấy trong túi đối phương có 7 cây phi đao dài 10 cm. Ở eo cô gái là một thanh kiếm dẻo giống như thắt lưng. Chỉ cần không phải súng thì anh không sợ. Muốn đòi tranh cổ thì phải xem cậu có bản lĩnh hay không. Cụ già lạnh lùng hừ mũi, ra tay nhanh như chớp. Vèo, một cây phi đao phóng vụt đến trước mặt Dương Bách Xuyên, khoảng cách giữa hai bên là 3 mét. Hơn nữa ông cụ ra tay rất nhanh, thường thì không ai có thể tránh thoát. Nhưng linh thức của Dương Bách Xuyên bao phủ trong phạm vi 3 mét.
không gì có thể tránh khỏi linh thức của anh. Trong nháy mắt ông cụ ra tay, Dương Bách Xuyên lập tức giơ tay lên, sử dụng chân khí, vươn tay kẹp lấy phi đao. Chiêu này của Dương Bách Xuyên khiến ông cụ và cô gái biến sắc. Hai người nhìn nhau, biết là hôm nay mình đã gặp phải cao thủ. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt ra tay. Cô gái chạm tay vào eo, vụt, thanh kiếm dẻo lấp lánh ánh bạc đâm về phía Dương Bách Xuyên. Đồng thời lão giả cũng ra tay lần nữa, lần này là hai cây phi đao phóng tới Dương Bách Xuyên. Két! Khoảnh khắc này con trồn đi theo phía sau Dương Bách Xuyên bỗng hét dài một tiếng, bộ lông dựng ngược hết cả lên, lập tức biến thành một bóng dáng màu vàng nhạt nhảy vọt lên, lao về phía chiếc phi đao đang phóng tới Dương Bách Xuyên. Két két! Chắc là thấy con trồn ra tay, hầu đậu đậu không chịu thua kém. Nó cũng nhảy vọt lên, thò móng vuốt đập vào cây phi đao còn lại. Két! Một giây sau, hầu đậu đậu phát ra tiếng gào thảm thiết. Dương Bách Xuyên hơi choáng váng trước hành động của hai linh thú. Anh nhìn thấy rõ con trồn nhảy lên ngậm phi đao vào miệng, thành công chặn lại. Nhưng biểu hiện ngớ ngẩn của hầu đậu đậu lại khiến anh dở khóc dở cười. Nó dùng móng vuốt bắt cây phi đao còn lại, kết quả là bị phi đao đâm xuyên lòng bàn tay, đau quá gào ầm lên. Giờ khắc này, câu nói của sư phụ văng vẳng trong đầu Dương Bách Xuyên, linh thú có lòng bảo vệ chủ, tức là khi chủ nhân gặp nguy hiểm, linh thú sẽ chủ động bảo vệ chủ nhân. Tiếc là bây giờ con trồn và hầu đậu đậu đều quá yếu, chỉ mới có linh trí, tốc độ nhanh hơn tư chất tự nhiên một chút. Con trồn còn đỡ, chứ con hầu đậu đậu ngớ ngẩn kia thì chịu khổ rồi. Dương Bách Xuyên cười khổ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động. Hôm nay hai linh thú có lòng bảo vệ chủ nhân như vậy, anh cảm thấy mình nuôi chúng rất đáng giá. Thấy hầu đậu đậu bị thương, ánh mắt Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lẽo. Anh dùng chân khí đánh bay thanh kiếm dẻo mà cô gái đâm tới. Keng, kiếm rơi xuống đất. Anh vừa quay đầu thì thấy ông cụ lại phóng thêm một cây phi đao tới. Hừ! Thấy hầu đậu đậu bị thương, Dương Bách Xuyên nổi trận lôi đình. Trong phạm vi linh thức của anh, không đời nào có ám khí làm anh bị thương. Luồng chân khí trong tay vỗ mạnh về phía phi đao. Nhưng diễn biến tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên giật mình biến sắc. Anh không ngờ phi đao của đối phương lại xảy ra biến hóa. Khoảnh khắc anh ra tay, phi đao tách ra làm hai. Thì ra là hai cây phi đao chập làm một. Lúc đối phương ra tay nhìn giống một cây phi đao, nhưng kỳ thực sau khi bay ra, một cây phi đao sẽ biến thành hai. Đây là mánh khóe khó lường, không luyện tập nhiều lần thì không thể làm được. Người này phi phàm. Dương Bách Xuyên thầm đánh giá trong lòng. Nhưng cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Anh đánh bay cây phi đao thứ nhất, song cây phi đao thứ hai tách ra đã chạm vào người anh. Dương Bách Xuyên không kịp trốn, lập tức nghiêng người tránh chỗ hiểm. Phập, ngay sau đó, một cây phi đao dài 10cm đâm vào bả vai anh sâu một tấc. Đây là trong trường hợp anh có chân khí, vậy mà phi đao vẫn đâm vào bả vai anh. Sức mạnh của một kích này đủ để nói lên nội lực của ám kình tầng 4 cao cấp. Tuy nhiên, vết thương nhỏ này không ảnh hưởng đến Dương Bách Xuyên. Khi thanh phi đao đâm vào da thịt, anh đã đến trước mặt cụ già, dùng nắm đấm chứa chân khí tấn công đối phương. Đường Long thấy Dương Bách Xuyên ra tay liên tiếp thì sốc vô cùng. Anh ta không ngờ cây phi đao nổi tiếng của mình lại bị người này đánh bay, cây còn lại chỉ đâm sâu một tấc vào vai đối phương. Nếu là người bình thường, e là đã bị phi đao đâm xuyên cơ thể rồi. Nhưng người tên Dương Bách Xuyên này lại khiến anh ta hết sức kinh ngạc. Từ cuộc giao đấu ngắn ngủi có thể thấy Dương Bách Xuyên có nội lực thâm hậu, thân thể cũng vượt xa võ cổ giả bình thường. Lúc này Dương Bách Xuyên vùng nắm đấm đến, Đường Long cuống quýt giơ nắm đấm đỡ đòn. Bộp, rắc. Cánh tay chấn động, Đường Long lùi về sau, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ tay bị gãy xương. Anh ta không ngờ nội lực của Dương Bách Xuyên mênh mông như biển, cực kỳ tinh khiết. Anh ta đường đường là nội lực ám kình tầng 4, vậy mà liên tục bại lui bởi nội lực của đối phương. Thật ra có đánh chết Đường Long cũng không nghĩ tới thứ Dương Bách Xuyên dùng là chân khí. Chưa kể nội lực, chỉ xét về sức mạnh thôi. Chân khí luyện khí kỳ tầng 3 của Dương Bách Xuyên đã đủ để thắng một võ cổ giả có nội lực ám kình tầng 4 như anh ta. Đương nhiên dù nội lực của anh ta có cao hơn nữa cũng chẳng làm gì được.
Sau khi bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bại, Đường Long thấy bạn gái Cổ Tư Lạc của mình nhặt thanh kiếm dẻo lên tấn công Dương Bách Xuyên lần nữa. Đường Long vô tình nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, bỗng dùng mình ớn lạnh, Đường Long biết hôm nay hai người họ gặp phải Dương Bách Xuyên coi như thất bại, chỉ sợ bạn gái Cổ Tư Lạc chịu thiệt, bèn vội vàng hô to, Tư Lạc dừng tay. Đường Long biết mình không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, bạn gái Cổ Tư Lạc ám kình tầng 3 lại càng không phải. Anh ta sợ Dương Bách Xuyên nổi điên sẽ khiến bạn gái mình chịu khổ, chi bằng dừng tay chịu thua thì hơn. Cổ Tư Lạc dừng tay, vẻ mặt quan tâm đi tới bên cạnh Đường Long. Tư Lạc, chúng ta nhận thua, ngài Dương có công lực thâm hậu, chúng ta không phải là đối thủ. Đường Long nhìn nàng nói. Lúc này Dương Bách Xuyên cười nói, đừng đánh. Đường Long cười khổ, ngài Dương cần gì trêu chọc, muốn đánh muốn giết tùy anh, bọn tôi nhận thua. Nếu tôi muốn giết hai người thì đã không bắt chuyện với mấy người rồi, hai vị không mời tôi vào trong ngồi một lát à. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa ôm Hầu Đậu Đậu lên, nhìn về phía hai người kia. Ngài Dương, xin mời. Đường Long ra hiệu mời vào, tỏ ý bạn gái Cổ Tư Lạc mở cửa. Bước vào phòng, Dương Bách Xuyên không hề khách khí ngồi xuống sofa, không thèm để ý đến Đường Long và Cổ Tư Lạc còn đang đứng bên cạnh. Thò tay vào túi nhưng thật ra là bình càn khôn lấy ra một viên đan linh thú cho Hầu Đậu Đậu. Sau đó anh lại dùng chân khí nhẹ nhàng xoa vết thương của nó, móng vuốt bị phi đao của Đường Long cắt đứt không còn chảy máu nữa. Có đan linh thú, chút thương thế ấy nhanh chóng khôi phục. Trồn Hương Hưởng ngửi thấy mùi thơm của đan linh thú cũng lên tiếng kháng nghị với Dương Bách Xuyên, nó cũng muốn ăn. Dương Bách Xuyên cười khổ, lại thò tay vào túi lấy thêm một viên đan linh thú cho nó. Dù sao bên trong đan linh thú ẩn chứa linh khí khổng lồ, chuyên dùng đến giúp linh thú mở linh trí, đồng thời cũng có thể gia tăng linh tính của bọn chúng, ăn nhiều càng có lợi. Dương Bách Xuyên không biết là một màn anh lấy đan dược thơm ngát nuôi Hầu Đậu Đậu và Trồn Hương Hương rơi vào trong mắt Đường Long và Cổ Tư Lạc, khiến trong lòng hai người nổi lên từng cơn sóng lớn. Tuy không biết Dương Bách Xuyên cho Hầu Đậu Đậu và con trồn kia sử dụng đan dược gì nhưng là xét theo mùi hương thơm ngát phát ra từ viên đan. Hai người Đường Long đều nhất trí cho rằng đó là đan dược cao cấp. Đan dược chính là bảo bối trong mắt cổ võ giả, có thể tăng nội lực vân vân. Hơn nữa còn là thứ có tiền cũng không mua được, muốn mua một viên đan dược thì phải đến đại hội cổ võ tìm kiếm cơ duyên. Đường Long và Cổ Tư Lạc hành nghề trộm cắp để làm gì? Chính là vì đan dược, tăng nội lực, tiến xa hơn trong võ công. Vì vậy bọn họ mới đi trộm những thứ đáng giá. Đợi đến đại hội cổ võ tổ chức 3 năm một lần bán lấy tiền mua đan dược. Thế nhưng, khi hai người nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng đan dược nuôi nấng hai thú cưng thì trong lòng như cuộn trào sóng lớn. Tất nhiên, bọn họ cũng suy đoán thân phận của Dương Bách Xuyên, chẳng lẽ anh đến từ một môn phái cổ xưa nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, nhà giàu có thể lấy đan dược nuôi thú cưng trong giới cổ võ cũng chỉ có mấy cổ võ giả xuất thân từ môn phái cổ xưa mới làm được. Hơn nữa có lẽ còn là đệ tử nòng cốt trong tông môn. Đường Long nhìn dáng vẻ tùy ý chiều chuộng thú cưng của Dương Bách Xuyên, đúng là coi đan dược như kẹo đường, trong lòng bỗng thấy phiền muộn không nói nên lời. Anh ta và bạn gái Cổ Tư Lạc làm trộm, tuy vẫn khá yêu thích nghề nghiệp này nhưng mục đích quan trọng hơn là kiếm đan dược tăng thực lực. Nghĩ thử xem, mỗi lần trộm cướp đều hệt như đi trên dây, vô cùng nguy hiểm. Lại nhìn Dương Bách Xuyên. Đúng là người so với người càng khiến người ta ghen tị đến chết. Tuy bên ngoài Dương Bách Xuyên không quan sát hai người kia nhưng thật ra linh thức của anh vẫn luôn theo dõi bọn họ, đề phòng bọn họ tung ám chiêu. Trải qua cuộc chiến với nữ La Sát, hiện tại anh đã đề cao cảnh giác với cổ võ giả. Anh thu biểu hiện của hai người trong mắt, thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm đan dược thì hiểu cả hai đang hâm mộ Trồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu. Bỗng nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên nảy ra một suy nghĩ, nếu như hai tên trộm này quan tâm đến đan dược, liệu anh có thể dùng đan dược thu phục bọn họ, để bọn họ làm việc cho mình không? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, cười hỏi, hai vị có thể tự giới thiệu bản thân một chút được không? Nghe anh hỏi vậy, Đường Long ngây ra một hồi, anh ta không ngờ Dương Bách Xuyên không hỏi thẳng chuyện tranh cổ mà ngược lại hỏi tên bọn họ trước. Anh ta hít sâu một hơi, nói tôi là Đường Long. Đây là bạn gái của tôi, Cổ Tư Lạc. Đường Long vừa nói vừa dùng hai tay trà sát trên mặt, kéo xuống một lớp mặt nạ da người rất mỏng,
lộ ra gương mặt thật. Tóc của anh ta cũng là tóc giả, sau khi cởi xuống, trong nháy mắt đã biến thành một anh đẹp trai chừng 20 tuổi. Hai vị làm việc cho thế lực nào? Hoặc là nói sư phụ của hai người là người phương nào? Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên khi thấy Đường Long Dịch Dung, tiếp tục đặt câu hỏi. Đường Long thấy Dương Bách Xuyên chẳng thèm để ý thuật dịch dung của bản thân chút nào, giống như anh đã biết trước đó rồi, trong lòng càng cảm thấy anh không đơn giản, khi nói chuyện cũng thêm vài phần cung kính. Anh ta lập tức nói, thật ra hai người chúng tôi là trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi nước Mỹ, lên 5 tuổi được sư phụ thu nhận, truyền thụ võ công. 5 năm trước sau khi sư phụ qua đời, chúng tôi liền về nước, không làm việc cho thế lực nào. Nghe câu trả lời của Đường Long xong, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, thầm nghĩ, xem ra kế hoạch của mình có hy vọng. Anh tiếp tục hỏi, hai người thân là cổ võ giả, kiếm tiền không khó, tại sao phải bất chấp nguy hiểm làm kẻ trộm hả? Đường Long cười khổ, sư phụ nuôi dưỡng chúng tôi vốn sở hữu bản lĩnh tinh thông nghìn môn, cái này xem như, khụ khụ, nguyên nhân lớn nhất tại sao lại làm nghề này. Trước đó ông ấy từng nói, người tập võ muốn đạt được thành tựu, chỉ dựa vào thành tâm không đủ, còn cần bốn nhân tố pháp, tài, lữ, địa, mà trong đó, tài lực là trụ cột tất cả, vậy nên. Pháp là phương pháp tu hành, thuật pháp, bí kíp. Tài là tiền bạc, bảo vật, tài nguyên tu luyện, lữ là người chung chí hướng, cùng nghiên cứu, dẫn dắt, xúc tiến lẫn nhau, địa là nơi tu hành, không cần phải là phúc địa nhưng phải là nơi có lợi đối với việc tu luyện. Nói đến đây, Đường Long dừng lại. Dương Bách Xuyên mỉm cười tiếp lời, hai người làm trộm, mục đích chính là vì kiếm tiền. Gần đúng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nội lực của cổ võ giả tăng lên quá chậm, cần phải mượn lực lượng của đan dược. Thế nhưng, đan dược lại là hàng khan hiếm trong giới cổ võ, đôi khi có tiền cũng không mua được, thấp nhất là đan bổ khí, một viên đã tốn hơn mấy trăm vạn. Đan dược cao cấp hơn lại càng đắt đỏ, loại có thể tăng nội lực. Ví dụ như đan tiểu bồi nguyên được lưu truyền trong giới thường được đấu giá, giá khởi điểm đều là 5.000 vạn. Bạn tôi hành nghề ăn trộm chính là vì thích góp tiền bạc, mỗi 3 năm đều tới đại hội cổ võ đấu giá đan dược, nâng cao nội lực. Đường Long nhìn hai con thú cưng của Dương Bách Xuyên lại nhìn bản thân, chua chát nói. Nghe thấy anh ta giải thích, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, xem ra kế hoạch mời chào hai thần trộm này rất có hy vọng. Tuy nhiên anh không được tỏ ra quá vội vàng. Nếu không sẽ bị đối phương bắt chẹt. Sau khi nắm chắc tâm lý, Dương Bách Xuyên nói lảng sang chuyện khác, hỏi chuyện tranh cổ, lần này hai người trộm tranh cổ của công ty chúng tôi là nhận được tin tức từ nơi nào. Đường Long vốn không định nói, thế nhưng là ở trước mặt Dương Bách Xuyên, anh ta chẳng có chút nắm chắc nào, hơn nữa vẻ kiêu ngạo cũng đã bị Dương Bách Xuyên xóa sạch, nghe anh hỏi thì dứt khoát nói thẳng, trong một tiệc rượu, biết được từ miệng người nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên thầm mắng một câu, trong lòng anh đã có phỏng đoán, chuyện tranh cổ bị trộm chỉ có thể do nhà họ Triệu hoặc nhà họ Diệp muốn ép Triệu Nam đi vào khuôn khổ mà cố ý làm ra. Hiện tại xem ra sự thật đã rõ 89 phần 10, khách quý Triệu Nam tìm được là người nhà họ Diệp sắp xếp, sau đó bọn họ tiết lộ tin tức tranh cổ cho cặp đôi đạo tặc Đường Long và Cổ Tư Lạc. Về phần tại sao nhà họ Diệp lại biết thân phận của hai người Đường Long thì không khó. Thân là một trong bốn thế gia cổ võ lớn tại Yên Kinh, tìm một hai kẻ trộm dễ như ăn bánh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Có lẽ không có sự tồn tại của anh, có thể nhà họ Diệp đã thành công rồi, đáng tiếc chuyện này đã bị Dương Bách Xuyên anh nhúng tay vào, bản tính này của nhà họ Diệp đã định trước sẽ thất bại. Đường Long gật đầu ra hiệu cho bạn gái Cổ Tư Lạc, cô ấy xoay người đi vào phòng ngủ. Không lâu sau, Cổ Tư Lạc cầm một hộp gỗ thật dài bước ra. Dương Bách Xuyên ngồi im không nhúc nhích, dùng linh thức dò xét liền phát hiện bên trong là tranh vẽ. Quả nhiên Đường Long nói, ngài Dương, đây là bộ tranh Lăng Yên các thời Đường công ty Triệu thị đấu giá, hiện tại trả lại cho ngài Dương, hy vọng anh có thể thả cho chúng tôi một con đường sống. Dương Bách Xuyên đặt tranh cổ sang một bên, cười nói, Đường Long, Cổ Tư Lạc đúng không? Hai người không làm việc cho bất cứ ai. Ăn trộm chỉ vì nâng cao nội lực. Thế nhưng dù sao nghề trộm cắp cũng không phải là kế lâu dài, không phải người xưa có câu, thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày à. Công việc nguy hiểm thế này, đừng làm nữa thì tốt hơn. Tôi có thể cho hai người tất cả mọi thứ, thậm chí còn vượt xa khỏi tưởng tượng của các người,
không bằng đi theo tôi lăn lộn nhé. Đường Long và Cổ Tư Lạc đều sững sờ, không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại nói ra những lời như vậy. Ngay lúc bọn họ còn đang ngơ ngác, chỉ thấy Dương Bách Xuyên rút tay ra khỏi túi áo, trong bàn tay là hai viên đan dược. Ánh mắt Đường Long và Cổ Tư Lạc ngay lập tức sáng bừng. Trong mắt Đường Long và Cổ Tư Lạc, hai viên đan dược Dương Bách Xuyên lấy ra lần này còn tốt hơn cả đan dược cho thú cưng ăn trước đó. Xem ra cũng có mắt nhìn đấy, có nhiều thứ chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài đã khiến người khác có ấn tượng tốt trong lòng. Hiện tại hai viên đan dược trong tay Dương Bách Xuyên có màu trắng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt lung linh, thậm chí mùi thuốc tỏa ra còn làm chấn động tinh thần người khác. Chắc chắn là đan dược cao cấp. Đây là Đường Long và bạn gái Cổ Tư Lạc sau khi nhìn nhau thấy được trong mắt đối phương. Bọn họ kìm lòng không được lén nuốt một ngụm nước bọt, khả năng kiềm chế của Đường Long xem như khá như tốt nhưng nghe Dương Bách Xuyên nói một câu vẫn ngạc nhiên. Dương Bách Xuyên nói, hai người đi theo tôi lăn lộn. Đối phương nói một câu ngắn gọn nhưng ý rất rõ ràng. Ai cũng có thể nghe hiểu được Dương Bách Xuyên đang mời chào bọn họ. Đường Long và Cổ Tư Lạc không phải gà mờ mới bước chân vào giang hồ, từng nhìn thấy người khác mời chào nhân tài nhưng làm như Dương Bách Xuyên thì đúng là lần đầu. Trong lòng bọn họ vừa cảm thấy kỳ lạ, lại cảm thấy thân thiết, mở miệng hỏi, không biết ngài Dương muốn chúng tôi làm chuyện gì. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, nghe Đường Long hỏi những lời này là anh biết rõ đối phương đã động tâm rồi. Dương Bách Xuyên sắp xếp lại ngôn ngữ, cười tủm tỉm, là thế này. Tôi trêu chọc hai thế gia cổ võ lớn, một nhà trong đó là nhà họ Diệp ở Yên Kinh hai người từng nhắc đến, nhà còn lại chính là nhà họ Mã ở Tây Bắc. Tôi ngược lại không sợ bọn họ, chẳng qua trong nhà còn có một đứa em gái, không lâu sau sẽ lên Cố Đô học đại học. Vì vậy tôi muốn tìm người bảo vệ con bé, về phần kẻ thù thì tôi có thể tự mình ứng phó. Tôi có thể cho các người đan dược cổ võ giả mơ tưởng đã lâu, ví dụ như hai viên đan trên tay này gọi là đan tôi thể. Sau khi sử dụng có thể rèn luyện khí lực, đề cao tố chất thân thể của người tập võ, nói trắng ra là có thể nâng cao thể chất, tiến xa trên con đường võ đạo. Mặt khác trong tay tôi còn có đan tiểu bồi nguyên cao cấp, công dụng là tăng nội lực, đây chính là thù lao tôi trả cho hai người. Hai vị bằng lòng thì hai viên đan tôi thể này thuộc về các người, ngoài ra mỗi tháng còn có một viên đan tiểu bồi nguyên. Dương Bách Xuyên giải thích thù lao và trách nhiệm rõ ràng. Đường Long và Cổ Tư Lạc nghe hiểu, sau khi liếc nhìn nhau, ánh mắt Đường Long sáng lên mở miệng nói, chúng tôi bằng lòng đi theo ngài Dương. Dương Bách Xuyên ngẩn ra một lúc, anh không nghĩ tới Đường Long lại đồng ý dứt khoát như thế, hỏi ngược lại, hai vị không sợ tôi chọc phải kẻ thù cường đại, không muốn suy nghĩ một chút à? Ha ha ha, Đường Long phóng khoáng bật cười, tiên sinh cũng quá coi thường chúng tôi rồi. 5 năm trước chuyện đầu tiên sau khi về nước là trộm nhân sâm nghìn năm của nhà Mộ Dung ở Vân Quý, đây là thế lực khá lâu đời, không hề thua kém nhà họ Mã và nhà họ Diệp. Không có gì phải sợ hãi, làm bất cứ chuyện gì cũng có mạo hiểm, so sánh với nhiệm vụ bảo vệ em gái ngài Dương giao cho, nghề trộm cắp còn nguy hiểm nhiều lắm. Hơn nữa, ngài Dương trả thù lao rất phong phú, nói thật chúng tôi không thể từ chối, có lẽ trong mắt ngài đan dược rất bình thường nhưng đặt ở giới cổ võ. Chưa nói đến đan tiểu bồi nguyên cao cấp, chỉ là cấp thấp thôi có tiền cũng không mua được. Muốn lấy được đan tiểu bồi nguyên, chỉ có thể đi đấu giá ở đại hội cổ võ giả tổ chức 3 năm một lần, mà như thế cũng chưa chắc đã đủ tiền tranh đoạt. Vì vậy ngài Dương, với mức thù lao anh trả cho chúng tôi, sai bọn tôi xông vào thế gia cổ võ giết người cũng không khoa trương. Dương Bách Xuyên nghe Đường Long nói xong thì cười phá lên, tốt, như vậy thì kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn bè. Anh vừa nói vừa ném hai viên đan tôi thể cho Đường Long và Cổ Tư Lạc. Đường Long, Cổ Tư Lạc ra mắt tiên sinh. Hai người ngay lập tức quỳ gối hành lễ với Dương Bách Xuyên, đây là nghi lễ ra mắt chủ nhân ở giới cổ võ, anh đã biết được từ Trần Bảy Roi. Thu nhận hai cổ võ giả ám kình tầng 4 xong, tâm trạng Dương Bách Xuyên rất tốt, sau đó anh dùng châm M Dương ngũ hành chữa trị cánh tay bị gãy xương của Đường Long, y thuật thần kỳ càng khiến hai người cung kính anh. Nói chuyện một lát, Dương Bách Xuyên dặn hai người thuê một phòng trọ ở tạm, đừng ở khách sạn, hai người họ bị theo dõi, ở khách sạn sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Sau đó anh trưng cầu ý kiến của hai người, chuẩn bị ngày mai gọi cho Lưu Thích Kỳ, tạm thời sắp xếp bọn họ an bài tại phòng bảo vệ công ty dưỡng sinh Vân Kỳ,
đợi sau khi em gái anh trở về thì tập trung bảo vệ an toàn cho con bé. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên rất bất đắc dĩ, nhưng anh không thể không làm. Bởi vì lần trước trên đường trở về, anh đã gặp phải người của tổ chức sát thủ Sương Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một quả bom, anh không thể không đề phòng. Tổ chức sát thủ không phải thế gia cổ võ, không có ranh giới mấu chốt nào. Dương Bách Xuyên tán gẫu mấy câu rồi rời khỏi khách sạn. Vốn dĩ anh muốn đi tìm Ninh Kha, cô ta cũng thuê phòng cùng tầng nhưng trong tay Dương Bách Xuyên còn đang cầm tranh cổ, để tránh rắc rối không cần thiết, anh lái xe rời đi luôn, qua ngày mai mới gọi điện thông báo. Về đến nhà đã 3 giờ sáng, Dương Bách Xuyên cũng không ngủ được nữa, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, anh đã mang tranh cổ đến công ty, chuẩn bị cho Triệu Nam một niềm vui bất ngờ. Sau khi đến nơi, anh đi thẳng đến văn phòng của Triệu Nam, vừa định đẩy cửa bước vào thì bên trong truyền ra tiếng tranh cãi ầm ĩ. Cẩn thận lắng nghe, một giọng đàn ông trung niên đang chất vấn Triệu Nam, tổng giám đốc Triệu hay thật, tranh cổ chúng tôi ủy thác cho công ty các người bị trộm mất, mấy người định đền bù thế nào đây? Tổng giám đốc Lý, tranh cổ không có mất, vẫn còn đang ở ngay tại kho bảo hiểm của công ty chúng tôi, sao lại mất được? Chắc chắn là có người tung tin đồn, cố ý bôi đen chúng tôi. Tổng giám đốc Lý cứ yên tâm, tranh cổ không có bất cứ vấn đề gì, đúng 5 ngày sau sẽ tiến hành đấu giá. Triệu Nam mỉm cười giải thích với tổng giám đốc Lý, người ủy thác tranh cổ cho công ty, thật ra trong lòng cô ấy đang vô cùng giàu dĩ. Cô ấy kể chuyện này với Dương Bách Xuyên, anh nói nhất định sẽ tìm lại được, cô ấy rất tin tưởng lời này, hay là nói tin vào Dương Bách Xuyên. Tất nhiên hiện tại vẫn còn 5 ngày, còn chưa đến cuối cùng, với tính cách của mình, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, kiên định nói tranh cổ không bị trộm. Tổng giám đốc Triệu, nếu như tranh cổ vẫn còn trong kho bảo hiểm của mấy người thì tôi yêu cầu xem tranh. Tổng giám đốc Lý ngang ngược nói. Dương Bách Xuyên cười khẩy, rõ ràng tên tổng giám đốc Lý rác rưởi này đã nhận được tin tức, đến đây kiếm chuyện với Triệu Nam mà. Dám ức hiếp người phụ nữ của ba à, ông đây cho mày đẹp mặt. Dương Bách Xuyên nói thầm, không vội đi vào, ghé tai vào cửa lắng nghe. Trong văn phòng của Triệu Nam, Lý Ý mỉm cười đầy âm hiểm. Ông ta đã biết tin tranh cổ bị trộm mất từ ngày hôm đó, kéo dài vài ngày mới đến chính là để hương sư vấn tội. Người sau lưng ông ta đã giao cho ông ta một nhiệm vụ, đó là dạy dỗ Triệu Nam. Vì vậy, Lý Ý yên tâm có chỗ dựa chắc, bởi vì ông ta biết rõ tranh cổ đã mất từ lâu rồi. Triệu Nam đối mặt với Lý Ý hùng hổ dọa người liên tục lùi lại, cố gắng gượng cười, tổng giám đốc Lý, yêu cầu này của ông hơi quá mức, căn cứ theo hiệp nghị chúng ta ký tên. Công ty của các ông đã ủy thác tranh cổ cho công ty chúng tôi, trong thời gian này không được phép xem xét. Nếu như ông cứ khăng khăng muốn xem thì phải bỏ ra một khoản tiền, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Ha ha, hôm nay tôi nhất định phải thấy, cứ làm theo hiệp nghị, tôi có thể trả 100 vạn tệ để xem tranh cổ. Lý Ý thấy Triệu Nam liên tục từ chối, ý cười trên mặt càng rõ. Triệu Nam nhìn Lý Ý cắn mãi không chịu nhả, sắc mặt lạnh đi gần giọng nói, tổng giám đốc Lý. Dựa theo hiệp nghị công ty của chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu của ông, bởi vì chi phí mở kho bảo hiểm rất nhiều, nếu ông muốn xem thì phải đợi mấy ngày nữa. Tổng giám đốc Triệu, cô thế này là không được rồi, tôi nhìn đồ của tôi, hơn nữa cũng có thể chi trả 100 vạn tệ theo trình tự bình thường, cô không có lý do gì từ chối tôi. Lý Ý không chịu nhượng bộ, giọng khách hát giọng chủ. Ông, sắc mặt Triệu Nam vô cùng khó coi. Lúc này Dương Bách Xuyên biết rõ đã đến thời điểm mình ra tay, anh trực tiếp đẩy cửa bước vào, cười nói với Triệu Nam, tổng giám đốc Lý muốn xem trong hôm nay cũng không phải không thể. Dựa theo hiệp nghị, sau khi chúng ta lấy lý do kho bảo hiểm cần bảo hành ra từ chối, nếu bên B vẫn kiên trì yêu cầu xem tranh cổ họa thì có thể trả tiền xem gấp 10 lần, tương đương 1.000 vạn, sau đó chúng ta không được dùng bất cứ lý do gì từ chối bên B. Dứt lời. Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn về phía Tổng Giám Đốc Lý Tổng Giám Đốc Lý, ông vẫn muốn xem nữa không? Vị này chính là, Lý Ý nhìn về phía Triệu Nam. Không biết tại sao mà sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào, trong lòng Triệu Nam yên tâm hơn rất nhiều, giới thiệu với ông ta, Dương Bách Xuyên, Tổng Giám Đốc Bộ Phận Giám Định và Thưởng Thức của công ty chúng tôi. Cô ấy nghĩ, hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ mới đang là trưởng phòng. Giới thiệu với Lý Ý không thể làm mất mặt anh nên nói thẳng là tổng giám đốc.
Lý Ý cười ha ha, ánh mắt dò xét, ông ta nghĩ đây chỉ là chiến thuật kéo dài của Triệu Nam mà thôi, cười nói, không phải chỉ 1.000 vạn à, không thành vấn đề, lấy chi phiếu ra đây, tôi ký cho Triệu Nam và giám đốc Dương 1.000.000 vạn, hôm nay tôi không nhìn thấy tranh cổ sẽ không rời đi, ha ha. Ông ta nói xong thì nhận lấy chi phiếu từ tay trợ lý bên cạnh, xoẹt xoẹt ký xuống một tờ séc trị giá 1.000.000 vạn, đưa tới trước mặt Triệu Nam. Thấy vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ như nở hoa, thầm nhủ, ông cứ giả ngầu, đợi lát nữa anh đây xem ông khóc lóc thế nào, ha ha. Lý Ý đưa tấm séc trị giá 1.000.000 vạn qua, Triệu Nam thật sự hơi hoảng sợ, nếu lần này không thể lấy ra chảnh cổ thì bọn họ xuống đài thế nào. Cô ấy vốn cho rằng Dương Bách Xuyên cố ý nói 1.000.000 vạn để Lý Ý biết khó mà lui nên không ngăn cản anh nói tiếp. Kết quả thì sao? Lý Ý thật sự ký xuống chi phiếu 1.000.000 vạn, nhìn dáng vẻ của ông ta, hôm nay không thấy tranh cổ là không được. Lần này sắc mặt Triệu Nam cứng đờ, không biết làm sao, liếc sang Dương Bách Xuyên. Chỉ thấy trong giây phút này, trên mặt Dương Bách Xuyên vẫn tràn đầy ý cười, ánh mắt toát lên sự tự tin. Hai mắt Triệu Nam sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ấy đã tìm được tranh cổ. Theo sự hiểu biết của cô ấy, Dương Bách Xuyên không phải là người chỉ biết mạnh miệng, ngược lại anh rất xem trọng cam kết. Nhận được ánh mắt yên tâm của Dương Bách Xuyên, tuy trong lòng Triệu Nam vẫn còn hơi sợ hãi, thế nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Cô ấy chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên, giờ đôi tay hơi run rẩy nhận tấm séc 1.000.000 vạn của Lý Ý. Lý Ý thấy tay Triệu Nam khẽ run thì trong lòng càng đắc ý, thầm nhủ, chờ xem lát nữa các người sẽ tìm đường chết thế nào đây. Nếu dám lấy tranh giả ra lừa gạt thì đừng hòng qua mặt tôi. Bên cạnh ông ta, ngoại trừ thư ký còn có một chuyên gia giám định tranh cổ. Lý Ý cười nói, Tổng Giám đốc Triệu, đi thôi, chúng ta đến kho bảo hiểm xem tranh hả. Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm, không cần làm phiền Tổng Giám đốc Lý đến kho bảo hiểm. Tôi đã mang tranh cổ đến đây rồi, ông chờ một lát. Sắc mặt Lý Ý cứng đờ, trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt, chẳng qua nghĩ lại ông lớn sau màn đã chính miệng nói tranh cổ đã bị trộm. Ông ta bình tĩnh lại, cho rằng Dương Bách Xuyên và Triệu Nam bắt tay nhau dùng đồ giả lừa gạt qua cửa. Nghĩ tới đây, Lý Ý cười khẩy, đợi lát nữa để chuyên gia Lâm nhìn qua liền biết, chỉ là đồ giỏm mà thôi, xem tôi cho các người đẹp mặt thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài ông ta lại nghiêm mặt nói, ồ, giám đốc Dương chuẩn bị đầy đủ thật, vậy cũng tốt, bớt việc, tôi đây mỏi mắt mong chờ. Dương Bách Xuyên cười, mở cửa đi ra ngoài, trước khi anh vào đây đã giấu tranh cổ ra phía sau bồn hoa ngoài phòng. Triệu Nam lo lắng không yên, thấy Dương Bách Xuyên cầm trong tay một hộp gỗ rất dài đi đến vẫn không biết có phải anh đã tìm được tranh cổ thật hay không hay anh chuẩn bị đồ giả để ứng phó. Đến thời điểm Triệu Nam cũng hết cách, chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên lấy ra tranh cổ thật mà không phải đồ giỏm. Cô ấy cũng biết hôm nay Lý Ý có chuẩn bị mà đến, ông cụ vẫn luôn im lặng đứng sau lưng ông ta từ nãy đến giờ chính là chuyên gia giám định lần giao dịch trước. Dương Bách Xuyên cười ha ha bước tới, mở hộp gỗ ra, anh rất muốn nhìn xem lát nữa Lý Ý sẽ có biểu cả gì, nhất định sẽ rất đặc sắc. Ông cụ Lâm, mời ngài xem, lúc này... Trên mặt Lý Ý vẫn còn nụ cười, khăng khăng cho rằng Dương Bách Xuyên lấy ra đồ giỏm. Có điều trước mặt chuyên gia giám định ông cụ Lâm, mặc kệ là đồ giỏm gì đều không thể lừa gạt qua mắt. Ông cụ Lâm trong lời Lý Ý mang bao tay trắng, lấy kính lúp, quan sát tranh cổ. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra tay Triệu Nam hơi run, xem ra cô ấy rất căng thẳng. Anh nhếch miệng cười, đi qua chủ động nắm lấy tay Triệu Nam, thì thầm, đừng lo. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay Triệu Nam, trong lòng hơi kích động. Tay cô ấy rất mềm mại trơn bóng, xúc cảm rất thoải mái, Dương Bách Xuyên hơi say đắm mùi hương đặc biệt tỏa ra từ trên người cô gái nhỏ. Mà Triệu Nam bị Dương Bách Xuyên cầm tay thì đỏ mặt, nhưng không phản kháng, để yên cho anh nắm. Nghe anh nói đừng lo, hai chữ ngắn ngủi và bàn tay ấm áp khiến trong lòng cô ấy bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi anh tìm lại được rồi à? Dương Bách Xuyên ghé vào bên tai cô ấy, thì thầm, tối hôm qua anh dùng cả đêm, trên người còn bị thương, may mắn không làm nhục mệnh tìm được rồi, em yên tâm đi, tranh cổ hàng thật 100%. Bên tai bị Dương Bách Xuyên thổi đến ngứa ngáy, cả người Triệu Nam không nhịn được run lên, mang tai đỏ ửng. Chẳng qua nghe Dương Bách Xuyên nói xong,
tảng đá đè nặng trong lòng cô ấy cũng rơi xuống. Đến khi Triệu Nam lấy lại phản ứng thì mừng như điên, thế nhưng nghe Dương Bách Xuyên nói mình bị thương thì không kìm lòng được lo lắng cho anh, bị thương chỗ nào, có nặng lắm không? Anh đi bệnh viện khám chưa? Ha ha, không sao, không quan trọng. Dương Bách Xuyên thấy Triệu Nam quan tâm anh từ đáy lòng thì đặc biệt vui vẻ, thử hỏi có người đàn ông nào không thích được bạn gái quan tâm chứ? Trên thực tế tối hôm qua Đường Long dùng phi đao đâm bị thương, cả đêm anh dùng chân khí chữa trị tốt rồi, vết sẹo cũng không để lại, nói Triệu Nam một tiếng chỉ vì muốn bày tỏ công lao ảm thôi, kết quả phản ứng của cô ấy khiến anh rất hài lòng. Ngay lúc hai người đang thì thầm thì chuyên gia Lâm đã xem xong tranh cổ. Lý Ý không thể chờ đợi được hỏi, thế nào, ông cụ Lâm, có phải là đồ dỏm không? Trong lòng ông ta hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên có thể lấy ra hàng thật. Giờ khắc này, Triệu Nam cũng không nhịn được hơi căng thẳng, nhìn về phía ông cụ Lâm. Chỉ có Dương Bách Xuyên là biết rõ mọi chuyện, anh không nhìn ông cụ Lâm, ngược lại nhìn chằm chằm sắc mặt Lý Ý, muốn xem ông ta sẽ có phản ứng gì. Chỉ nghe ông cụ Lâm nói, Tổng Giám Đốc Lý, đây là tranh thật. Một câu ngắn ngủn nhưng lọt vào tai Lý Ý lại như sét đánh bên tai. Ông ta còn tưởng mình nghe lầm, vội vàng truy hỏi cái gì. Ông cụ Lâm, ông nói lại đi, tôi vẫn chưa nghe rõ. Tổng Giám Đốc Lý, đây là bộ tranh, 24 Đại Thần Lăng Yên Các, thời Đường hàng thật giá thật. Lần này ông cụ Lâm nói rất rõ ràng. Cả người Lý đều chấn động. Lập tức lớn tiếng nói, không có khả năng, làm sao có thể. Chắc chắn ông nhìn lầm rồi, bức tranh này đã bị trộm. Nói còn chưa hết câu, Lý Ý đã bị thư ký bên cạnh kéo ống tay áo, lúc này ông ta mới phát hiện bản thân vừa nói hớ, sắc mặt vô cùng xấu xí. Triệu Nam nắm tay Dương Bách Xuyên, lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhìn anh đầy cảm kích, thở ra một hơi thật dài. Lúc này, cô ấy mới thật sự thả lỏng. Tìm lại nụ cười và sự tự tin của mình. Dương Bách Xuyên rất hả hê ghé vào lỗ tai cô ấy nhỏ giọng nói, lát nữa em phải đồng ý với anh một điều kiện đấy. Được, một hay hai cái gì tùy anh. Tâm trạng Triệu Nam rất tốt, không hề nghĩ ngợi đã đồng ý với Dương Bách Xuyên. Mà lúc này, ông cụ Lâm bị Lý Ý chất vấn, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, Tổng Giám Đốc Lý, tôi hành nghề hơn nửa đời người, chưa từng thất bại trong việc giám định tranh cổ. Hơn nữa tôi cũng đã xem xét bức tranh này vào hôm công ty các ông ký hiệp nghị đấu giá với công ty Triệu Thị, lẽ nào mới qua mấy hôm đã nhìn lầm à? Nếu như Tổng Giám Đốc Lý không tin, vậy thì Tổng Giám Đốc Lý mời chuyên gia khác đến xem đi, tạm biệt. Không, không phải, ông cụ Lâm, ý tôi là, từ từ, ông cụ Lâm, Lý Ý vội vàng nhận lỗi với ông cụ Lâm nhưng đối phương hoàn toàn không nể mặt ông ta, trực tiếp rời khỏi văn phòng của Triệu Nam. Ông cụ Lâm là chuyên gia ông ta mời tới, thế nhưng người ta có phẩm đức nghề nghiệp, không có khả năng lừa gạt giúp Lý Ý, nói hàng thật thành hàng dỏm là chuyện không thể nào xảy ra. Đợi ông cụ Lâm đi rồi, sắc mặt Lý Ý lúc thì xanh lét lúc thì đỏ bừng, khó chịu như nuốt phải ruồi. Ông ta hiểu, nếu ông cụ Lâm đã nói đây là hàng thật thì tranh này thật sự là tranh gốc không thể chối cãi. Ông cụ Lâm là giáo sư, chuyên gia giám định tranh cổ nổi tiếng cả nước. Tranh cổ qua tay ông cụ chưa từng xảy ra sai lầm nào. Giờ khắc này, trong lòng Lý Ý tràn đầy lúng túng, buồn bực đến mức phun máu, 1.000 vạn cứ như vậy không cánh mà bay. Hết lần này tới lần khác, Dương Bách Xuyên lại không buông tha cơ hội chế giễu ông ta, cười tủm tỉm hỏi, Tổng Giám Đốc Lý, thế nào, có muốn mời một vài chuyên gia khác đến giám định ngay tại chỗ luôn không? Lý Ý nhìn nụ cười gợn đòn của Dương Bách Xuyên, không cần nói ông ta hận đối phương cỡ nào. Đến giờ ông ta hiểu ra rồi, Dương Bách Xuyên đặc biệt đào hố ông ta, mệt cho ông ta còn tự mình nhảy xuống. Càng mất mặt hơn chính là ông ta cứ khăng khăng đòi xem tranh cổ, nghĩ tới dáng vẻ hùng hùng hổ hổ vừa nãy, lại nhìn tình huống hiện tại, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Không không không, không cần, ông cụ Lâm rất có uy tín trong ngành này, tôi tin tưởng ông cụ Lâm. Nếu như đã thấy tranh cổ rồi, tôi còn có việc khác, xin rời đi trước. 5 ngày sau chúng ta gặp lại ở hội đấu giá. Mặt mũi Lý Ý đỏ bừng, ông ta chẳng muốn nán lại đây một giây nào hết, hôm nay đã mất sạch mặt mũi rồi. Vốn dĩ là đến đánh mặt người khác, hiện tại ngược lại bị người ta tát vào mặt một cái vang dội. Sau khi nói xong, Lý Ý cố dặn ra một nụ cười tạm biệt Dương Bách Xuyên và Triệu Nam, dẫn thư ký rời đi.
Đúng lúc này, Triệu Nam chậm gì gì mở miệng, Tổng Giám Đốc Lý, chờ đã. Lý Ý cứng đờ quay đầu lại hỏi, Tổng Giám Đốc Triệu còn chuyện gì cần dặn dò? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý một tiếng, cảm ơn 1.000 vạn của ông, chậc, đủ cho tôi mua mấy bộ mỹ phẩm mới nhất đấy. Triệu Nam cười tủm tỉm giơ tờ séc trong tay lên, còn phất qua phất lại. Lần này Lý Ý suýt chút nữa đã ngã quỵ, chỉ cảm thấy một ngụm máu mặn chát nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt đen thui, lạnh lùng hừ một tiếng gắng nuốt xuống, tông cửa rời đi. Đợi sau khi Lý Ý và thư ký rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên và Triệu Nam bỗng nhiên nghe thấy thư ký của ông ta la lớn, Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Lý. Ngài làm sao vậy? Dương Bách Xuyên không cần nhìn cũng biết Lý Ý bị lời vừa rồi của Triệu Nam chọc tức ngất xỉu rồi. Không bao lâu sau, quả nhiên, thư ký Ngải Diệp đi tới nói, Tổng Giám Đốc Lý chỉ ngất đi thôi. Triệu Nam và Dương Bách Xuyên liếc nhau, sau đó bật cười khanh khách. Giờ khắc này, trong lòng cô ấy đặc biệt thoải mái, cuối cùng cũng xả được cơn giận. Trước đó bị khí thế hùng hổ dọa người của Lý Ý đè ép, cô ấy vô cùng khó chịu, suýt nữa đã bật khóc. Hiện tại nghe thấy ông ta tức đến hôn mê, miễn bàn cô ấy có bao nhiêu vui vẻ, cuối cùng cũng đánh mặt đối phương, hơn nữa cát tát này còn rất vang dội. Triệu Nam ai ra, dặn dò thư ký Ngải, cô đi ra xem thử, giúp đỡ gọi xe cấp cứu cho Tổng Giám Đốc Lý đi, đừng để ông ta chết ở công ty chúng ta. Dạ, Tổng Giám Đốc, Ngải Diệp đóng cửa, đi ra. Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được cười phá lên, nhìn Triệu Nam nói. Không nghĩ tới em còn một mặt đáng yêu như vậy đó, Lý Ý mà nghe được lời này của em, nói không chừng thật sự tức chết, ha ha ha. Tức chết mới tốt, hừ, dứt lời, Triệu Nam cũng bật cười, nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nếu không phải hôm nay nhờ có Dương Bách Xuyên, người tức đến phun máu phải là cô ấy mới đúng. Triệu Nam càng ngày càng không thể nhìn thấu Dương Bách Xuyên, luôn cảm giác người đàn ông này rất thần bí. Nhưng có một điều cô ấy rất rõ ràng, chính là Dương Bách Xuyên thật lòng tin tưởng mình, cô ấy có thể cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ đáy lòng của anh. Thật sự không nghĩ ra anh tìm lại được tranh cổ bằng cách nào, phải biết rằng tranh cổ nằm trong kho bảo hiểm sau 6 lớp phòng ngự vẫn biến mất không một dấu vết, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra được manh mối, thế mà Dương Bách Xuyên lại chỉ mất chưa tới 2 ngày đã tìm lại được. Triệu Nam rất muốn nhìn thấu con người Dương Bách Xuyên nhưng càng nhìn càng thấy trên người anh chứa đầy bí ẩn. Kể từ lần trước Dương Bách Xuyên đánh Diệp Khai, Triệu Nam đã biết rõ anh là cổ võ giả, chẳng qua cô ấy không nghĩ tới cũng không hỏi thân phận của anh, bây giờ nghĩ lại chắc hẳn bối cảnh sau lưng anh không kém. Cô ấy biết rõ có một số việc có thể hỏi, có một số việc lại không nên hỏi. Triệu Nam không có ý định hỏi Dương Bách Xuyên về gia thế cổ võ của anh. Nếu anh tin tưởng thì sẽ tự nói với cô ấy. Dương Bách Xuyên bị Triệu Nam nhìn đến không được tự nhiên, nhếch miệng cười nói, trên mặt anh dính thứ gì à? Triệu Nam lấy lại tinh thần, mỉm cười, có, anh đừng nhúc nhích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.